Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 148. Trong hang núi, Diệp Huyên và hư ảnh chiến đấu có tiến có lùi, trong khoảng thời gian đó, Diệp Huyên đều không dùng thân thể để chống lại, nếu hắn sử dụng thân thể thì hắn có thể chiến thắng bất cứ lúc nào. Vì về phản ứng và tốc độ, hắn đã không thua kém gì hư ảnh này, chỉ cần hắn đỡ bằng thân thể, hư ảnh nhất định sẽ thua. Nhưng hắn vẫn muốn chiến thắng hư ảnh bằng phản ứng và tốc độ. Cứ thế lại nửa tháng trôi qua. Nửa tháng qua, Diệp Huyên vẫn không thể thật sự chiến thắng hư ảnh này, chẳng những thế, hắn phát hiện hư ảnh cũng ngày càng mạnh hơn. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện lúc hư ảnh bồi luyện với hắn cũng đang giúp hư ảnh bồi luyện. Hư ảnh này cũng sẽ mạnh dần. Nghĩ vậy, Diệp Huyên hơi bất đắc dĩ. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên dừng lại, y cúi chào một cái, sau đó biến mất. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên xuất hiện, nàng ta nhìn Diệp Huyên, công tử, người thông qua rồi. Diệp Huyên cười, như thế đã thông qua sao? Ta vẫn chưa đánh bại y mà. A Mộc Liêm lắc đầu, người không thể đánh bại y. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? A Mộc Liêm nói, người đã đạt tới giới hạn của mình hiện tại. Nhưng y thì không. Giới hạn của y là cường giả cấp bậc ý cảnh, chỉ khi ngươi đạt tới ý cảnh mới có thể đánh bại được y. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không phải đã không còn đại đạo bản nguyên nữ ư, sao vẫn còn có cường giả ý cảnh chứ? A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyên, y là nhân vật mấy trăm nghìn năm trước. Diệp Huyên. A Mộc Liêm nói tiếp, tiếp theo, ngươi muốn tu luyện cái gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thân thể và ý thức. Hắn vừa dứt lời, lại có một hư ảnh xuất hiện ở chỗ cách đó không xa. A Mộc Liêm nhìn về phía Diệp Huyên, thân thể của ngươi rất mạnh, khiêu chiến độ khó luôn đi. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Lúc này, hư ảnh kia xông về phía trước, đánh một quyền vào đầu Diệp Huyên, Diệp Huyên không tránh né, cứ thể chống lại, cũng đánh tới một quyền. Oanh! Xung quanh rung động kịch liệt, hai người đồng thời lùi về sau. Lúc này, hư ảnh kia lại xông tới. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, mẹ kiếp, thân thể của tên này đáng sợ đến thế sao? Bây giờ thân thể hắn là cấp bậc ý cảnh, mà người trước mặt còn mạnh hơn cả hắn. Lúc này, hư ảnh đột nhiên biến mất. Diệp Huyên tiến lên một bước đấm tới, nhưng lúc này, hư ảnh lại không đỡ đòn của hắn mà đột nhiên rụt tay về. Cú đấm của Diệp Huyên đánh vào trong không khí. Lúc này, sắc mặt hắn thay đổi, hắn xoay người, bụng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Một khắc sau, hắn bay ra xa, vào lúc bay, hắn chợt cảm thấy tay phải của mình bị bắt lấy, sau đó thân thể bị một lực lượng mạnh mẽ kéo về phía trước, tiếp theo, hắn lại cảm thấy bụng mình đau nhói một lần nữa. Phụt! Diệp Huyên phun ra một ngụm máu tươi, một khắc sau, hư ảnh kia lại đánh một quyền về phía cổ họng của hắn. Oanh! Diệp Huyên thoáng chốc bay xa mấy vạn trượng. Lúc này, Diệp Huyên hơi ngơ ngác. Sao người này lại đáng sợ thế? Lúc này, giọng nói của hư ảnh vang lên trong đầu hắn, quá nhiều tạp niệm. Quá nhiều tạp niệm. Diệp Huyên im lặng, hắn biết đây là hư ảnh đang nói đến khuyết điểm của hắn. Vào lúc giao thủ với người khác không thể có quá nhiều tạp niệm, nhất định phải tập trung chống địch. Lúc này, hư ảnh kia lại biến mất. Diệp Huyên cũng xông lên. Xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng nổ vang. Hai người đánh tay không, ngươi một quyền ta một quyền, mỗi cú đấm đều rất mạnh. Không có một động tác thừa, chỉ dựa vào lực lượng thân thể và ý thức. Về lực lượng thân thể, hắn không thua kém quá nhiều, còn về phương diện ý thức, hắn hoàn toàn bị áp đảo. Nhưng không phải là không thể đánh một trận. Điên cuồng tấn công. Không thể không nói, cảm giác từng quyền đấm vào thịt này thật sự rất thoải mái. Diệp Huyên điên cuồng phát tiết lực lượng của mình, mỗi một quyền đánh ra đều vô cùng thoải mái. Vì lực lượng của hai người quá mạnh mẽ nên cả thế giới đều bắt đầu vỡ nát, cũng may thế giới này có thể tự mình phục hồi. Bên ngoài sơn động, A Mộc Liêm cũng không rời đi, nàng ta muốn thăm dò thực lực của Diệp Huyên. Lúc này, Mục Lão đột nhiên xuất hiện trước mặt A Mộc Liêm, Mộc Liêm. Vị kia của văn tộc đến rồi. Con đi tiếp đón không? A Mộc Liêm nhẹ giọng nói, nhanh thế sao?
Mục lão cười, có lẽ là không đợi được nữa. Không chỉ có văn tộc mà có lẽ vị kia của thiên tông cũng sắp đến rồi. Nói đến đây, lão im lặng một lát rồi mới tiếp tục, ta nghe nói vị kia của văn tộc hơi ngông cuồng, e rằng sẽ khó tiếp xúc. A Mộc Liêm gật đầu, không sao. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Khai Thiên Thành, trên đường, Nhị Nha dẫn Tiểu Bạch đi dạo loanh quanh. Hai người họ cả ngày đều chỉ chơi. Thích đi đâu thì đi đó. Còn về tu luyện, Nhị Nha cũng không tu luyện gì, dù sao mỗi ngày ở cùng với Tiểu Bạch chẳng khác nào tu luyện cả. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên dừng bước, cô bé xoay người nhìn về phía một tử lâu ở cách đó không xa, nơi này rất là náo nhiệt. Đương nhiên là vì cô bé ngửi thấy mùi thơm. Nhị Nha chớp mắt, đi nếm thử không? Tiểu Bạch gật đầu. Nhị Nha dẫn Tiểu Bạch đi vào tử lâu, vừa đi vào đã có tiểu nhị gia nghênh đón, khách quan muốn ăn gì ạ? Nhị Nha ngồi xuống một bên, sau đó nói, có thịt người không? Nét mặt tiểu nhị cứng đờ. Lúc này, Tiểu Bạch vỗ nhẹ lên vai Nhị Nha, chủ nhân không cho ngươi ăn thịt người đấy. Nhị Nha bĩu môi, nhìn về phía tiểu nhị, bưng lên những món ngon nhất ở chỗ các ngươi đi. Tiểu nhị nhìn Nhị Nha, tiểu cô nương, cô có tinh thạch không? Nhị Nha nhìn tiểu nhị, có phải ngươi cảm thấy ta sẽ ăn quỵt không? Tiểu nhị cười nói, không có không có, chỉ là ở chỗ chúng ta trước khi ăn phải trả tiền. Nhị Nha nghe vậy thì nổi giận, đâu ra chuyện ăn cơm phải trả tiền trước thế? Nếu ăn không ngon thì ta cũng phải trả tiền sao? Nghe vậy, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Nhị Nha. Tiểu nhị nhìn Nhị Nha, tiểu cô nương, có phải cô đến gây chuyện không? Nhị Nha đột nhiên lấy một viên tinh thạch ra, đặt xuống trước mặt tiểu nhị, từng này đủ chưa? Khi viên linh thạch này xuất hiện, xung quanh lập tức xuất hiện vô số linh khí. Tất cả mọi người xung quanh lập tức sáng mắt lên, đây là linh thạch cực phẩm gì vậy? Tiểu nhị run rẩy nói, đủ, đủ rồi. Nói xong, hắn ta nhận lấy linh thạch, khách quý đợi một lát, tiểu nhân lập tức đi sắp xếp. Dứt lời, hắn ta xoay người chạy đi. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn Nhị Nha bằng ánh mắt sâu xa. Nhị Nha cầm một đôi đũa lên, lúc này, Tiểu Bạch chỉ những người bên cạnh. Nhị Nha hờ hững nói, bọn họ muốn cướp của chúng ta. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó vung móng tay. Nhị Nha lắc đầu, bọn họ nghèo lắm, cướp của bọn họ không ích gì. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, nó không cảm nhận được bảo bối gì cả. Dù những người xung quanh có ý đồ xấu, nhưng không ai dám ra tay cả, dù sao thì không ai biết thân phận của tiểu nha đầu này hết. Lỡ như lai lịch không đơn giản thì sao? Quá mạo hiểm. Lúc này, một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên từ bên ngoài ấy. Là Linh Tổ sao? Linh Tổ. Nhị Nha quay đầu nhìn ra ngoài, thấy một cô gái đứng ở đó, cô gái mặc trường bào bó sát người, thắt đuôi sam, trông khoảng 17-18 tuổi. Sau lưng cô gái còn có hai ông lão. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch, đôi mắt cô gái lập tức sáng lên, nàng ta tiến tới một bước, đi thẳng đến trước mặt Nhị Nha và Tiểu Bạch, nàng ta nhìn Tiểu Bạch, trong mắt là vẻ tham lam và nóng bỏng khó mà che giấu, thật sự là Linh Tổ. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Nhị Nha, ngươi là người của Khai Thiên tộc à? Nhị Nha lắc đầu. Nghe vậy, cô gái hơi nhếch môi, ta muốn tiểu tử này. Ngươi có ý kiến gì không? Nhị Nha nhìn nàng ta, nếu ta có ý kiến thì sao? Cô gái cười tươi, vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Chết rồi sẽ không có ý kiến nữa. Cướp! Lúc này đây, ý đồ của cô gái kia đã vô cùng rõ ràng rồi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn ả một cái, sau đó tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Nhóc không hề sợ hãi. Nhị Nha cũng thế, còn chẳng thèm tức giận nữa là, cô bé chỉ lấy một sâu kẹo hồ lô ra liếm, Dương Ca nói ăn cướp là sai trái. Dương Ca đã dặn rồi, nếu có người gây sự thì trước tiên phải nói đạo lý đã. Nếu không cảm hóa được thì đưa đi hỏa táng. Cô gái cười nói, vậy Dương Ca có nói với ngươi là đúng hay sai đều do nắm đấm quyết định không? Nhị Nha liếc nhìn cô gái, ngươi đang phạm pháp đấy. Phạm pháp, ả cười ha ha rồi lắc đầu bảo, đúng là một bé gái dễ thương. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch mở to mắt nhìn,
sau đó chỉ vào nhẫn chứa đồ trên tay cô gái kia. Ý tứ rất rõ ràng. Có bảo bối. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, thầm nghĩ, nếu cứ khư khư động thủ, Dương Ca chắc chắn sẽ nghĩ mình bắt nạt cô gái này. Phải để ả ra tay trước rồi mới phản kích lại, như thế là mình chỉ tự vệ thôi. Nghĩ đến đây, cô bé nói với ả kia, người muốn cướp thật à? Cô gái trừng mắt, cười nói, đúng vậy đấy. Nhị Nha gật đầu, vậy ngươi có thể đánh ta trước được không? Cô gái có hơi ngạc nhiên, tại sao? Nhị Nha nghiêm mặt lại, không có tại sao gì hết, ngươi cứ đánh đi. Ta có thể sẽ đánh chết ngươi đấy. Nhị Nha trừng mắt lại, nữ nhân này nói nhiều quá đi mất. Ăn cướp có ai nhảm nhí nhiều lời như ngươi không? Ngươi dứt khoát hơn đi được không hả? Cô gái nhìn Nhị Nha, nụ cười dần trở nên lạnh lùng. Lúc này, ông lão đứng phía sau ả đột nhiên lên tiếng, tiểu thư, đứa nhóc này có lẽ không đơn giản đâu. Cô gái cười nói, chỉ cần không phải là người của Khai Thiên tộc là được. Một con linh tổ đấy, không thể bỏ qua được. Nói rồi, ả nhìn Nhị Nha, không nhiều lời nữa mà lập tức tung một quyền về phía cô bé. Nhị Nha không hề né tránh, để mặc cú đấm ấy lao đến giữa hàng mày của cô bé. Cả tòa tử lâu lập tức tan thành cho bụi, nhưng sắc mặt của cô gái kia đã thay đổi. Bởi vì cô gái nhỏ trước mặt ả không hề hấn gì cả. Nhị Nha trừng mắt, ngươi ra tay trước rồi đấy nhé. Vừa dứt lời, cô bé đột nhiên bắt lấy cánh tay phải của ả kia, ả lập tức biến sắc, liền xoay nắm chặt tay phải lại. Một luồng sức mạnh khổng lồ nổ ra từ giữa lòng bàn tay phải của ả, nhưng luồng sức mạnh kia vừa đánh vào người Nhị Nha thì đã biến mất, mà cô bé thì chẳng bị gì. Đúng lúc này Nhị Nha đột nhiên kéo một cái. Cánh tay phải của cô gái kia liền bị kéo đứt. Lúc này, ông lão ở phía sau đột nhiên hét lên, làm càn. Vừa dứt lời, lão đã tung một chưởng về phía Nhị Nha. Nhị Nha giơ tay lên đấm ngược lại một cú. Trong nháy mắt, cánh tay phải của ông lão kia liền nát vụn, sau đó cả người bị hất văng ra ngoài đến mấy vạn trượng. Nhìn thấy cảnh này, cô gái đã mất một tay cùng ông lão còn lại đều sầm mặt đi. Khinh địch rồi. Không ngờ cô gái nhỏ này lại khủng bố đến thế. Nhị Nha xòe lòng bàn tay ra, trong đó là một chiếc nhẫn chứa đồ, đây là nhẫn cô bé lấy được trên cánh tay đứt lìa kia. Nhị Nha nhìn cô gái nọ, bây giờ chúng ta thảo luận vấn đề bồi thường đi. Cô gái cụt tay nhìn chòng chọc vào Nhị Nha, bồi thường cái gì? Nhị Nha nghiêm mặt nói, tất nhiên phải bồi thường rồi. Các ngươi bắt nạt chúng ta, làm tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần của chúng ta. Bây giờ chúng ta yêu cầu được bồi thường thì có gì quá đáng? Sắc mặt cô gái cụt tay khó coi vô cùng, ả lạnh lùng liếc Nhị Nha, là ta đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi nghĩ là mình thắng rồi à? Nói rồi, ả đột nhiên siết chặt bàn tay trái lại, chớp mắt, không gian xung quanh Nhị Nha liền trở nên vặn vẹo. Mà lúc này, Nhị Nha đột nhiên đấm ra một quyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không gian xung quanh Nhị Nha vỡ vụn, mà cô gái cụt tay thì lại bị hất bay ra ngoài hơn trăm trượng. Sau khi dừng lại, cô gái cụt tay nhìn Nhị Nha với vẻ khó tin, ngươi. Ngươi mạnh như thế. Nhị Nha dẫn Tiểu Bạch đứng dậy đi về phía cô gái cụt tay kia, sắc mặt của cô bé rất lạnh lẽo, cô bé đang nổi giận. Người phụ nữ này không hề nhận sai, mà còn muốn đánh cô bé nữa. Còn vương pháp không? Còn lẽ trời không? Nhị Nha mà nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, Mục Lão và A Mộc Liêm đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhị Nha và Tiểu Bạch. Mục Lão vội nói, Nhị Nha cô nương, xin hãy hạ thủ lưu tình. Nhị Nha trừng mắt nhìn, tại sao chứ? Mục Lão cười khổ, Nhị Nha cô nương, bọn họ là người của văn tộc, cũng là khách quý của Khai Thiên tộc ta. Nhị Nha lắc đầu, bọn họ muốn cướp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Mục Lão liếc mắt nhìn đứa nhóc trên vai Nhị Nha, thầm thở dài trong lòng, lão nhìn cô gái cụt tay. Văn Tâm cô nương, nếu đã vào thành rồi sao lại không báo cho chúng ta biết một tiếng. Cô gái tên Văn Tâm kia khẽ mỉm cười, Mục bá phụ, chúng ta chỉ muốn đi dạo quanh một vòng trước thôi. Nói rồi, ả nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch ở bên cạnh, không ngờ lại gặp họ,
ta thấy đứa nhóc kia đáng yêu nên muốn trêu một chút thôi, ai ngờ cô bé này lại ra tay với ta cơ chứ. Nghe thế, nhị nha ở bên nhíu mày lại, người định đổi trắng thay đen hả? Văn Tâm nhìn nhị nha rồi cười nói, tiểu cô nương, rõ ràng là ngươi ra tay trước, sao lại bảo ta đổi trắng thay đen? Nhị nha híp mắt lại, tay phải chậm rãi siết chặt, lúc này, Mục lão đột nhiên nói, Văn Tâm cô nương, nhị nha cô nương, chắc đây chỉ là một hiểu lầm, hay là mọi người bắt tay nhau giảng hòa đi nhé? Nhị nha quay phát sang Mục lão, cả giận nói, hiểu lầm cái gì được? Rõ là ả muốn cướp tiểu bạch. Mục lão khẽ nhíu mày, nhị nha cô nương. Nhị nha giận điên lên, cô bé chỉ thẳng vào Mục lão, câm miệng, nếu không ta đánh chết ông. Làm càn. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau Mục lão, người dám vô lễ với tộc trưởng. Vừa nói xong, một luồng khí tức mạnh mẽ đã ập về phía nhị nha. Sắc mặt nhị nha lúc này liền trở nên dữ tợn, cô bé vọt về trước. Người áo đen còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị nhị nha đấm một quyền vào đầu. Oanh! Đầu người áo đen liền nổ tung, máu tươi bắn khắp nơi. Thấy cảnh này, mọi người đều đứng sững. Văn Tâm kia cũng ngớ người ra, ả không ngờ rằng tính cách của cô bé này lại hung hăng như vậy, nói đánh là đánh ngay. Nhưng đây là chuyện tốt. Khóe miệng Văn Tâm hơi cong lên. Lúc này sắc mặt Mục lão cũng trở nên vô cùng khó coi. Lão cũng không ngờ nhị nha cô nương lại ra tay dứt khoát như vậy. Văn Tâm đột nhiên cười nói, Mục bá phụ, ông thấy chưa? Tính khí của đứa nhóc này rất khó chịu, căn bản là không coi khai thiên tộc vào mắt mà. Mục lão liếc mắt nhìn Văn Tâm, vẻ mặt lạnh lẽo, Văn Tâm cô nương, cô đừng hòng dở mấy trò vụn vặt đó trước mặt lão phu. Văn Tâm khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Mục lão nhìn về phía nhị nha đã bay đến phía Văn Tâm. Hiển nhiên là cô bé muốn đánh chết người phụ nữ này. Thấy thế, Mục lão vội vàng nói, nhị nha cô nương, ta đã báo với Dương huynh rồi, y sẽ đến ngay. Dương huynh. Nhị nha dừng bước lại, cô bé đang định nói gì đó thì đúng lúc này, người đàn ông áo xanh bỗng xuất hiện. Thấy người đàn ông áo xanh, Mục lão liền thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía nhị nha, kể lại đi. Nhị nha liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nói xong, nhị nha lại tiếp nhìn người đàn ông áo xanh, Dương ca, ta muốn đánh chết à? Người đàn ông áo xanh xoay người nhìn Văn Tâm liền cười nói, thì ra là có chỗ dựa. Chẳng trách lại lớn lối như thế, không biết các hạ đã nghe qua Văn tộc chưa? Lúc này, Mục lão cũng bồi thêm, Dương huynh, nàng là người của Văn tộc, không biết có thể nể mặt ta bỏ qua chuyện này. Người đàn ông áo xanh nhìn Mục lão, chỉ cười bảo, rõ ràng là nàng ta sai, sao lại muốn ta nể mặt huynh. Nói rồi, y nhìn nhị nha, đừng đánh chết, đánh phế trước đã. Nghe thế, nhị nha liền nhếch miệng cười, cô bé lập tức vọt về phía Văn Tâm. Thấy thế, sắc mặt Mục lão liền trở nên trắng nhợt. Ở phía xa, Văn Tâm thấy nhị nha vọt tới thì cũng biến sắc, ả liền bóp nát một lá bùa truyền âm. Sau đó tung người về phía trước, vỗ một chưởng vào người nhị nha. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, cánh tay trái của Văn Tâm lập tức bị đánh nát, sau đó ả lại bị chấn bay ra ngoài hơn mấy trăm trượng. Một kích áp đảo. Ông lão đi theo Văn Tâm căm tức nhìn nhị nha, ngươi có biết nàng là ai không? Nàng chính là đại tiểu thư của Văn tộc, sao ngươi dám? Nhị nha đột nhiên vọt đến trước mặt ông lão kia. Lão còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô bé tung một quyền đánh nát cả thân thể lẫn linh hồn. Giết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Văn Tâm ở phía xa vừa mới bỏ dậy được liền tái nhợt mặt mày. Tới lúc này rồi ả mới hiểu được một chuyện, đó chính là thực lực của cô gái nhỏ trước mắt này vô cùng khủng bố, chắc chắn ả không thể địch lại được. Nhị nha bước chậm về phía Văn Tâm. Mục lão ở bên cạnh còn định nói gì đó thì đã bị A Mộc Liêm ngăn cản lại. Văn Tâm ở nơi xa nhìn chằm chằm vào nhị nha, biết Văn tộc không? Nhị nha lắc đầu, không biết. Văn Tâm quay phát đầu sang nhìn người đàn ông áo xanh ở cách đó không xa, hôm nay nếu ta chết ở đây, các ngươi sẽ bị Chu Di thập tộc. Chu Di thập tộc. Nghe thế, người đàn ông áo xanh cười nói, nhị nha, đừng đánh chết, đánh phế trước đã. Nhị nha liền biến mất tại chỗ. Phía xa.
Văn Tâm hoàn toàn biến sắc, ả đang muốn chạy trốn, nhưng lúc này quyền của nhị nha đã đến, trực tiếp đấm vào bụng ả. Ầm. Văn Tâm trợn ngược hai mắt, thân thể nứt ra, xương cốt toàn thân vỡ vụn thành từng mảnh. Nhị nha thu tay về, Văn Tâm liền ngã rạp xuống, ả vẫn chưa chết, nhưng tất cả xương cốt trong cơ thể ả đã bị nhị nha đánh nát bét. Nhị nha phủi tay một cái, sau đó đi về phía người đàn ông áo xanh, Dương ca, tại sao không để muội đánh chết ả? Người đàn ông áo xanh khẽ cười, ta muốn để muội đánh chết ả ngay trước của Văn tộc. Văn Tâm. Mục lão ở bên nghe người đàn ông áo xanh nói thế thì chỉ biết cười khổ, Dương huynh, thế là quả mức rồi. Chuyện này. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một uy thế cực kỳ kinh khủng, một khắc sau, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến từ trong tinh không. Ai dám động vào người của Văn tộc ta? Tiếng như sấm rền, rúng động cả mây trời. Nghe tiếng hét đó, sắc mặt Mục lão liền trở nên trắng bệch. Lão biết, Văn tộc này tiêu đời rồi. Sở dĩ lão nhiều lần cầu xin chủ yếu là vì quan hệ giữa Khai Thiên tộc và Văn tộc khá hòa hảo, tất nhiên quan trọng nhất là lão không muốn Văn Tâm chết ở chỗ này, bởi vì như thế sẽ rất dễ kết thù với Văn tộc. Chỉ là lão không ngờ rằng Văn tộc lại tự đi tìm chết như vậy. Lão biết, lần này Văn tộc thật sự tiêu rồi. Tuy lão và người đàn ông áo xanh không quen biết nhiều, nhưng lão vẫn hiểu tính cách của y. Chuyện này không thể êm đẹp được nữa rồi. Phía chân trời, một vòng xoáy khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện, một khắc sau, một người đàn ông trung niên bước ra từ nơi đó. Văn Thiên. Người đến không ai khác chính là tộc trưởng Văn tộc. Thấy Văn Thiên, sắc mặt Mục lão liền sầm lại, không ngờ tên này lại đích thân đến. Mà ở phía xa, Văn Tâm lập tức mừng rỡ như điên, ra ra, cứu con với. Văn Thiên ở chân trời nhìn thấy thảm trạng của Văn Tâm thì lập tức đen mặt lại. Ông ta quay ngoắt sang người đàn ông áo xanh ở phía dưới, ngươi làm. Người đàn ông áo xanh gật đầu, ta làm. Văn Thiên híp hai mắt lại, đúng lúc này, Mục lão ở bên cạnh bỗng lên tiếng, Văn Thiên huynh, đây chỉ là hiểu lầm thôi, huynh. Văn Thiên giận tím mặt, hiểu lầm. Mục lão đầu, cháu gái của ta bị bắt nạt thành ra như này mà ngươi dám nói với ta chỉ là hiểu lầm. Nói rồi, ông ta giận điên lên chỉ thẳng vào người đàn ông áo xanh. Hôm nay toàn tộc của hắn sẽ phải chết, ông đây sẽ không nể mặt một ai hết. Mục lão trợn mắt ngoác mồm. Văn Thiên quay đầu nhìn người đàn ông áo xanh, sát ý trong mắt như muốn cô đọng lại thành thực thể chết hết đi. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Ầm. Cú đấm vừa tung ra, toàn bộ Khai Thiên thành liền rung lên, như thể sắp đổ nát. Sức mạnh khổng lồ. Nhị nha đứng cách người đàn ông áo xanh không xa định ra tay, mà lúc này y lại bỗng cười, nói, để ta. Vừa nói xong, kiếm trong tay y đã lao vút ra. Bù, một tiếng kiếm ngân phóng thẳng lên trời. Xoẹt, một tia kiếm quang như cắt ngang chân trời, sức mạnh vừa được thả ra của Văn Thiên liền bị xé nát, một khắc sau, một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa hàng mày của ông ta. Xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Kết thúc rồi. Ở phía dưới, Văn Tâm lộ ra vẻ không thể tin được, như thể mất hồn vậy, sao? Sao lại như thế, làm sao có thể? Phía chân trời, Văn Thiên cũng vô cùng bối rối. Thua rồi. Cứ vậy là thua. Lúc này đây, đầu óc ông ta đã loạn cào cào. Mục lão ở phía dưới cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, lão phát hiện thực lực của người này còn mạnh hơn so với lão tưởng tượng. Quá kinh khủng. Văn Thiên này mặc dù không phải là cường giả ý cảnh, nhưng có thể nói là đã vô cùng gần với ý cảnh rồi, vậy mà cứ thế thua trận. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên nhìn về phía nhị nha, đánh chết người phụ nữ kia đi. Nhị nha vọt thẳng đến trước mặt Văn Tâm liền tái mặt, vừa định nói chuyện thì đã bị nhị nha đá một cú vào đầu. Ầm. Đầu của Văn Tâm bay ra ngoài. Cú đá này đã tiêu diệt hoàn toàn thần hồn của ả. Người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn Văn Thiên ở phía chân trời, ta động vào người của Văn gia đấy, người định làm gì ta? Văn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, rốt cuộc ngươi là ai? Người đàn ông áo xanh cười đáp, ta là Dương ca của nhị nha. Nói rồi, y đi đến trước mặt nhị nha,
khẽ xoa đầu nhỏ của cô bé, nhớ kỹ, sau này ai dám bắt nạt muội, cho dù là ai đi nữa cũng phải đánh chết cho ta, Dương ca làm chỗ dựa cho muội. Nhị Nha nở nụ cười tươi rói, không nói gì thêm. Người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn Văn Thiên, Văn tộc ngươi muốn cướp nhóc con của ta, món nợ này phải tính thế nào đây? Văn Thiên nhìn chòng chọc vào y, các hạ, người phải làm chuyện tuyệt tình đến mức này sao? Tuyệt tình. Người đàn ông áo xanh cười nói, không phải là các ngươi bắt nạt chúng ta trước à? Sao bây giờ lại bảo ta làm việc tuyệt tình? Các hạ rất mạnh, thế nhưng Văn tộc ta cũng không phải hạng thường. Xoẹt, đúng lúc này, thanh kiếm vẫn đang chĩa vào trán Văn Thiên đột nhiên phóng xuyên qua đầu ông ta, máu tươi bắn tung tóe. Văn Thiên trợn tròn hai mắt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Người đàn ông áo xanh nhìn Văn Thiên, nào, gọi người đi. Gọi người. Văn Thiên gào lên, khinh người quá đáng. Vừa nói xong, ông ta lập tức xòe tay ra, một lệnh bài màu đen bỗng phóng lên trời, bay thẳng vào tinh không xa xôi. Ầm. Toàn bộ tinh không bỗng rung lên. Mục lão ở phía dưới trầm giọng nói, đang gọi tổ tiên. Nói rồi, lão chỉ biết lắc đầu thở dài. Lão không ngờ chuyện lại loạn đến mức này, vốn Văn Tâm chỉ cần nghiêm túc nói một tiếng xin lỗi thì chuyện đã chẳng có gì. Nhưng người phụ nữ kia lại không hề chịu nhận sai, ngược lại còn nói xấu Nhị Nha. Thế chẳng phải là muốn chết à? Thật ra chuyện đến nước đó vẫn còn cơ hội. Nếu Văn Thiên đúng lúc chịu nhận sai, thì mọi chuyện đã chấm dứt ngay tại đấy rồi. Mà bây giờ thì không còn cứu vãn được nữa. A Mộc Liêm lắc đầu, làm sao Văn Thiên này lại dẫn dắt gia tộc được thế? Mục lão khẽ lắc đầu, không phải ông ta ngu xuẩn, mà là những năm gần đây Văn tộc căn bản không có đối thủ, thế nên họ cũng trở nên hống hách hơn nhiều. Nếu đổi lại là người thường, chuyện hôm nay có lẽ đã có cái kết khác rồi. A Mộc Liêm ngẩng đầu nhìn vào trời sao xa xôi, nơi đó đang dần hiện ra một ông lão tóc trắng. Tổ tiên của Văn tộc. Cường giả ý cảnh chân chính. Mặc dù chỉ là một sợi hồn phách, thế nhưng vẫn khiến người ta thấy ngột ngạt khó thở. Là cường giả ý cảnh vô số năm trước. Phía chân trời, Văn Thiên cung kính thi lễ, bái kiến tổ tiên. Ông lão tóc trắng hơi mờ mịt nhìn khắp xung quanh, cuối cùng. Lão nhìn Văn Thiên, chuyện gì? Văn Thiên lúc này liền nổi giận chỉ xuống người đàn ông áo xanh, gằn giọng nói, người này muốn tiêu diệt Văn tộc ta. Ông lão tóc trắng nhìn xuống người đàn ông áo xanh, khi thấy y, trong mắt lão đột nhiên co lại, ngươi. Người đàn ông áo xanh cười hỏi, ta làm sao? Ông lão nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, một lát sau lão trầm giọng nói, tại sao ta không cảm nhận được cảnh giới của ngươi? Người đàn ông áo xanh cười đáp, vì ngươi yếu đó. Ông lão tóc trắng, đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Mục lão và A Mộc Liêm cũng ngớ ra. Yếu. Cường giả ý cảnh yếu. Phía chân trời, Văn Thiên đột nhiên cả giận nói, khoác lác cái chó gì, ngươi. Ông lão tóc trắng đột nhiên quay phát sang Văn Thiên, câm miệng. Câm miệng. Nghe thế, Văn Thiên bỗng ngẩn người. Ông lão tóc trắng lạnh lùng nhìn Văn Thiên, mẹ nó, ngươi là heo à? Văn Thiên có chút ngơ ngác, tổ tiên, ngươi. Ông lão tóc trắng hít sâu một hơi, lão phu chết rồi mà cũng bị mấy đứa oắt ngu si các ngươi hãm hại. Mẹ nó, lão phu khổ thật mà. Nói rồi, lão cả giận quát lên, thứ ngu xuẩn nhà ngươi, tiền bối này đã vượt qua ý cảnh rồi. Vượt qua ý cảnh. Nghe thế, Văn Thiên như bị sét đánh ngang tai. Cả người thất thần. Ông lão tóc trắng nhìn người đàn ông áo xanh, vẻ mặt phức tạp, không ngờ qua vô số năm mà vẫn có người vượt qua được ý cảnh. Lúc này, Văn Thiên đột nhiên gào lên, không thể. Hắn tuyệt đối không thể vượt qua ý cảnh, cho dù là tổ tiên năm đó cũng không vượt qua được ý cảnh mà, sao hắn có thể? Ngu xuẩn! Ông lão tóc trắng đột nhiên tức giận mắng, tổ tiên ngươi không thể vượt qua ý cảnh thì có nghĩa là người khác cũng không thể à? Ngươi dù gì cũng đã tu được đến bán bộ ý cảnh, sao vẫn ngu như thế? Lẽ nào ngươi không biết câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Văn Thiên lẩm bẩm như mất hồn, không thể, hắn không thể vượt qua ý cảnh. Phía chân trời, ông lão tóc trắng lắc đầu thở dài, lão nhìn người đàn ông áo xanh, các hạ có thể tùy ý xử trí nó,
nhưng kính mong các hạ tha cho văn tộc ta một con đường, làm phiền rồi. Người đàn ông áo xanh tiện tay vung lên, Văn Thiên lập tức bị một luồng kiếm quang bao phủ rồi tan biến. Người đàn ông áo xanh quay sang nhìn Nhị Nha, hết giận chưa? Nhị Nha gật đầu. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, vậy chúng ta đi. Nói xong, y nắm tay Nhị Nha và Tiểu Bạch xoay người rời đi. Phía chân trời, ông lão tóc trắng đột nhiên nói, các hạ, sao người có thể vượt qua được ý cảnh? Mong người chỉ điểm một chút. Năm đó cũng vì không thể tiến thêm một bước nữa nên lão mới phải ra đi, có thể nói đó là nuối tiếc cả đời này. Ở nơi xa, người đàn ông áo xanh không quay đầu lại, chỉ đáp tự dựng đột phá thôi. Vẻ mặt ông lão tóc trắng cứng lại, một khắc sau, lão lắc đầu cười rồi dần tan biến. Lão đã là người chết rồi, tuy rất tò mò không biết sao người đàn ông áo xanh có thể đột phá, nhưng lão cũng biết, chuyện đó không có nghĩa lý gì với mình cả. Chỉ chốc lát sau, ông lão tóc trắng đã hoàn toàn biến mất. Mục lão đứng tại chỗ khẽ thở dài, trong lòng có chút mất mát. A Mộc Liêm đột nhiên nói, tộc trưởng, lúc trước sao ông quen biết được Dương Tông chủ vậy? Mục lão cười đáp, chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. Tất nhiên lúc đó ta cũng không biết y mạnh mẽ đến vậy. Nói rồi, lão lắc lắc đầu cười trừ, không phải mạnh bình thường thôi đâu. Chấm chấm chấm. Nhị Nha ở nơi xa rón rén nhìn người đàn ông áo xanh, Dương ca, huynh giận à? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không. Nhị Nha liền thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông áo xanh khẽ xoa đầu nhỏ của Nhị Nha, cười nói, sau này nhớ kỹ nhé, chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng người khác cũng không được bắt nạt chúng ta. Hiểu chưa? Nhị Nha gật đầu, muội nhớ rồi. Người đàn ông áo xanh cười, y nhìn về nơi xa, không biết tiểu tử kia tu luyện thế nào rồi. Nhị Nha bỗng hỏi, thật sự không dẫn theo tiểu huyên tử đi sao? Yên tâm, huynh không bỏ rơi nó đâu. Nhị Nha khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn vào trời sao, nhẹ giọng nói, dị duy tộc kia càng lúc càng không an phận rồi. Chấm chấm chấm. Trong thế giới tầng 9, Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng tu luyện. Hắn bây giờ càng đánh càng hưng phấn, cảm giác từng cú đấm nện vào thớ thịt đúng là quá đã. Mà nhờ được hư ảnh chỉ điểm cho, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, nhất là sức mạnh thân thể, bây giờ thân thể hắn đã mạnh hơn trước kia nhiều rồi. Khoảng chừng nửa tháng sau, hư ảnh bị Diệp Huyên đẩy lùi, sau đó bỗng dừng hẳn lại, được rồi. Nói xong, gã liền biến mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ hít sâu một hơi, tinh thần và thần hồn. Vừa dứt lời, một hư ảnh bỗng xuất hiện trước mặt hắn, độ khó. Độ khó ấy à? Diệp Huyên do dự một lát, địa ngục. Vừa nói xong, hắn đã cảm nhận được phần đầu mình hứng chịu một đòn cực kỳ nghiêm trọng, sau đó đầu óc trống rỗng, ngã bịch xuống đất. Tinh thần lực. Diệp Huyên nằm trên đất, cả người vô lực. Hắn vừa bị tinh thần lực công kích. Hơn nữa còn là tinh thần lực vô cùng kinh khủng. Lúc này, hư ảnh kia lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu hắn, tinh thần lực vô cùng yếu ớt. Vô cùng yếu ớt. Hiển nhiên là đang nói Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm mặc, lộ vẻ nghiêm túc. Lúc này hắn bỗng thấy hơi sợ. Nếu lỡ gặp phải cường giả có tinh thần lực kinh khủng như hư ảnh này, hắn chắc chắn sẽ không có lấy một cơ hội phản kháng nhỏ nhoi nào. Bởi vì đối phương căn bản không nhằm vào cơ thể của ngươi, mà là nhắm thẳng vào thần hồn của ngươi. Lần này Diệp Huyên phải nghỉ ngơi đủ 2 canh giờ mới ổn định lại được. Mà sau khi hồi phục, hắn liền đổi thành hình thức đơn giản. Với thần hồn hiện tại của hắn, căn bản không chịu được sự công kích thần hồn có độ khó địa ngục kia. Sau khi đổi về độ khó thấp, hắn vẫn khó mà chịu đựng được, nhưng cũng còn đỡ, không có thảm như trước. Lúc này Diệp Huyên cũng phát hiện ra được khuyết điểm chí mạng nhất của mình chính là thần hồn. Thật ra so với người thường thì thần hồn của hắn không hề yếu, nhưng nếu so với cường giả chuyên tu luyện thần hồn thì kém cỏi hơn nhiều lắm. Khoảng thời gian sau, mỗi ngày Diệp Huyên đều chỉ làm một chuyện, đó chính là điên cuồng tu luyện thần hồn. Mà dưới sự chỉ dẫn của hư ảnh, thần hồn của hắn cũng tiến bộ lên rõ rệt. Cứ thế, khoảng 2 tháng sau,
thần hồn Diệp Huyên không chỉ có sự tiến bộ vượt bậc, mà hắn còn học được một ít đòn đánh tinh thần. Phải biết rằng hư ảnh dạy hắn này đã từng là cường giả ý cảnh. Có thể nói, ngoài cường giả ý cảnh ra, hắn bây giờ căn bản không có đối thủ. Mà cho dù là cường giả ý cảnh, hắn cũng có sức để đánh được một trận. Thuật rút kiếm. Đây chính là thần kỹ vượt cấp cha hắn đã dạy cho. Đến bây giờ hắn vẫn chưa thử dùng thuật rút kiếm lại, thế nhưng theo suy đoán của hắn thì có lẽ kém nhất cũng đã chồng chéo được hơn 100 lần rồi. Cho dù là thuật rút kiếm hay là thân thể và thần hồn, hiện tại hắn đều đã đạt đến được cực hạn, tiếp theo là phải đột phá cực hạn. Lại qua thêm 1 tháng, hư ảnh bỗng dừng lại, qua. Nói xong, gã dần dần biến mất. Diệp Huyên hút sâu một hơi, hắn nằm lì trên đất, trán rệu rã mồ hôi. Đánh nhau bằng thần hồn thật sự quá kinh khủng. Còn kinh khủng hơn khi so đấu bình thường nữa, chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ thần hồn câu diệt ngay. Đấu thế này không quan trọng thân thể nữa. Chuyện này cũng khiến hắn nghĩ thôi đã sợ, thân thể bây giờ của hắn có thể nói là vô cùng kinh khủng, đứng yên cho bán bộ ý cảnh đánh cũng không hề hấn gì, nhưng nếu gặp phải cường giả về thần hồn, thì có lẽ hắn sẽ bị giết ngay trong nháy mắt. Tất nhiên cường giả cấp bậc ấy cũng không nhiều, ít nhất phải là cường giả ý cảnh mới có thể làm thế được, mà vũ trụ này hiện nay căn bản không có ai đến được ý cảnh cả. Thật ra trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc, đó chính là cường giả ý cảnh được xưng là mãi mãi bất tử, thế tại sao những cường giả ý cảnh ngày xưa giờ lại không còn? Chẳng lẽ bị người ta giết? Không có đáp án. Diệp Huyên giải lao một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Kết thúc rồi. Hắn vừa rời khỏi hang núi thì đã gặp A Mộc Liêm. A Mộc Liêm liếc mắt nhìn Diệp Huyên, xong rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, A Mộc Liêm cô nương, cha ta đâu rồi? A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ta muốn đến di tích cổ xưa, người có hứng thú đi chung không? Di tích? Diệp Huyên hơi động lòng, sau đó hỏi, ta đi cùng cũng được à? A Mộc Liêm gật đầu, tất nhiên rồi. Nhưng mà sẽ hơi nguy hiểm đấy. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, ở đó có gì? Không rõ nữa, nhưng chắc chắn nguy hiểm. Không, ta hỏi ở đó có bảo bối gì cơ? A Mộc Liêm liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cũng không biết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, lúc này A Mộc Liêm bỗng chỉ ra sau Diệp Huyên, phương pháp tu luyện đặc biệt này được lấy ra từ bên đó đấy. Cũng ngờ cách tu luyện này mà thực lực tổng hợp của khai thiên tộc ta thoáng chốc tăng vọt. Diệp Huyên khẽ nói, vậy là bên kia có không ít thứ tốt rồi. A Mộc Liêm gật đầu, đúng. Đi không? Đi. Vậy đi thôi, Diệp Huyên bỗng nói, đợi đã. Ta muốn dẫn theo một người. Cha ngươi à? Diệp Huyên chỉ cười mà không nói gì, rồi hắn bỗng biến mất. Một lát sau, Diệp Huyên xuất hiện ở bên một bờ hồ, mà người đàn ông áo xanh, Tiểu Bạch và cả Nhị Nha cũng đều đang ở đây. Người đàn ông áo xanh đánh giá Diệp Huyên một chút, sao? Diệp Huyên cười nói, tiến bộ vượt bậc. Người đàn ông áo xanh cười nói, vậy thì tốt, hiện tại đã trồng được bao nhiêu thuật rút kiếm rồi? Ít nhất là 100, 100 thuật rút kiếm là đã có thể giết được ý cảnh rồi ạ. Người đàn ông áo xanh suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là được rồi, nhưng nếu đối phương có phòng bị thì e là hơi khó. Bởi vì bây giờ con rút kiếm vẫn chưa đủ nhanh. Diệp Huyên vội hỏi, phải làm sao mới nhanh hơn được? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, chỉ có thể từ từ nâng cao thôi, không thể học cấp tốc được. Diệp Huyên gật đầu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, cha, con muốn đi đến di tích kia. Người đàn ông áo xanh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, muốn ta đi theo à? Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, bên kia không có gì thú vị cả. Diệp Huyên vội nói, thế để Nhị Nha và Tiểu Bạch đi với con. Nghe vậy, Nhị Nha và Tiểu Bạch ở một bên liền sáng mắt lên. Bây giờ các nàng thích theo Diệp Huyên lắm. Bởi vì Diệp Huyên thích chơi vui. Người đàn ông áo xanh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, thằng oát này, mục đích thật sự của con là hai đứa nhóc này chứ gì. Diệp Huyên cười xòa, đúng vậy đó. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha vội nói, muội thề sẽ không gây rắc rối. Tiểu Bạch cũng gật lấy gật để cái đầu nhỏ của mình.
Người đàn ông áo xanh suy nghĩ một chút rồi bảo, cũng được, mấy đứa đi chơi đi. Cẩn thận một chút. Diệp Huyên hơi không rõ, nguy hiểm lắm ạ. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, với ta thì không, nhưng mà với con thì. Kha kha. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói, ở nơi sâu nhất trong di tích kia có một cái hồ, cạnh hồ có một tòa miếu thần, con có thể đến đó. Ở đó có gì, con tự đến xem đi. Nói rồi, y đứng dậy nhìn vào trong trời sao xa xăm, ta đi làm vài chuyện đã, đợi ta về thì chúng ta chính thức chia tay nhé. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, cha, bây giờ cha đã vô địch thế gian rồi, nên con cũng tò mò ghê, mục tiêu bây giờ của cha là gì vậy? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, mục tiêu chính là tìm một người có thể giết chết được ta. Nói xong, y đã biến mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu, rồi mới lắc đầu thở dài. Cha như thế. Thanh Nhi cũng thế. Mà đại ca cũng y vậy. Diệp Huyên nhìn lại bản thân, rồi khi nào mình mới nói mấy câu oai được như thế nhỉ? Nhị Nha ở bên bỗng nói, chúng ta đi chơi thôi. Diệp Huyên cười đáp, ừ. Nói rồi, hắn dẫn hai đứa nhóc biến mất tại chỗ. Mà sau khi cả ba biến mất không bao lâu, người đàn ông áo xanh bỗng xuất hiện ở giữa không trung, y nhìn nhóm Diệp Huyên ở nơi xa rồi cười thành tiếng, sau đó mới biến mất. Chấm chấm chấm. Trước cửa thành, Diệp Huyên gặp được A Mộc Liêm, bên cạnh A Mộc Liêm còn có một người đàn ông mặc áo bảo hoa đi theo. Thấy Diệp Huyên, người đàn ông áo bảo hoa khẽ mỉm cười, Diệp Huynh, tại hạ là Lý Thiên Hoa của Thiên Tông. Diệp Huyên làm thế chào, Lý Huynh. Lúc này, A Mộc Liêm nói, Lý Công Tử đi cùng ta, hắn rất am hiểu trận pháp kết giới, có hắn giúp đỡ, chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Huyên gật đầu, được. A Mộc Liêm khẽ gật đầu, sau đó nhóm người ngự không bay lên, đi thẳng đến di tích cổ xưa kia. Trên đường, A Mộc Liêm nói, di tích này phân thành ba khu, thứ nhất là khu vực bên ngoài, tiếp đến là khu bên trong, khu còn lại là khu trung tâm. Đây cũng là nơi nguy hiểm nhất. Diệp Huyên bỗng hỏi, A Mộc Liêm cô nương, nguy hiểm ở đây là gì? Trận pháp cùng kết giới. Còn có một vài sinh linh không biết nguồn gốc nữa. Sinh linh không rõ nguồn gốc. A Mộc Liêm gật đầu, có một vài sinh linh thần bí, còn cụ thể là gì thì khai thiên tộc ta cũng chưa thể biết được. Diệp Huyên lại hỏi, chúng nó không thể ra ngoài à? Không biết nữa, dù sao chúng cũng chưa từng đi ra, còn tại sao lại thế thì không ai biết cả. Diệp Huyên khẽ nói, vậy cũng lạ đấy chứ. A Mộc Liêm liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không được bất cẩn. Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Tuy hắn có thể báo tên cha mình ra, nhưng người cha này bình thường không đáng tin cho lắm. Lỡ như tên của y vô dụng ở đây thì sao, thế là vừa đau vừa mất mặt. Cứ dựa vào bản thân thì tốt hơn. Lý Thiên Hoa ở một bên bỗng nói, Diệp Huynh, đứa nhóc bên cạnh Huynh này là linh tổ đấy à? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Lý Thiên Hoa nhìn Tiểu Bạch, trong lòng khẽ thở dài, văn tâm của văn tộc kia đúng là ngu quá mà. Cướp linh tổ. Không phải là không được cướp, nhưng trước khi cướp thì cũng phải thăm dò tình hình trước đã chứ. Ăn cướp ở nhân gian đều chọn địa điểm và tìm hiểu xung quanh trước khi ra tay, vậy mà văn tâm này lại dám ra tay khi chưa biết lai lịch cùng thực lực của đối phương. Làm vậy không chỉ khiến bản thân dính phải tai ương, mà còn đẩy gia tộc xuống vực theo. Đúng là lòng tham. Từ khi biết được chuyện của Văn Tâm, Thiên Tông liền triệu tập các đệ tử bên ngoài về để làm cải cách tư tưởng một lần. Gây rắc rối không đáng sợ, đáng sợ chính là chọc phải người không thể chọc. Thiên Tông cũng sợ chứ. Người đàn ông áo xanh kia chỉ chém một kiếm đã tiêu diệt được gia chủ Văn gia. Thực lực như vậy chắc chắn không phải là người Thiên Tông họ có thể động vào. A Mộc Liêm liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, không thể không nói, đứa nhóc này đáng yêu thật. Thật ra nàng ta cũng có hơi không muốn để Diệp Huyên dẫn Tiểu Bạch theo, bởi vì tuy đứa nhóc này rất nghịch thiên, nhưng sức chiến đấu lại không được bao nhiêu, Diệp Huyên dẫn theo nó chẳng khác gì dẫn thêm một cái bia kéo thù hận. Nhưng khi thấy Nhị Nha cũng theo đến thì nàng ta không nói gì nữa. Khoảng chừng một canh giờ sau, mọi người đã đến được một sơn mạch, nơi đây núi kể núi, trải dài bao la, hơn nữa còn vô cùng âm u, rất quỷ dị.
A Mộc Liêm nhẹ giọng nói, đây chính là di tích cổ xưa đó. Diệp Huyên bỗng quay sang nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, hai người đã từng đến đây chưa? Nhị Nha lắc đầu, chưa. Diệp Huyên thắc mắc, chẳng phải cả hai luôn đi theo cha ta sao? Nhị Nha bĩu môi, cũng có lúc huynh ấy không dẫn chúng ta theo chơi. Tiểu Bạch gật đầu lia lịa, hô hô móng vuốt lung tung, tỏ ra rất bất mãn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, khỏi phải nói, cha mình chắc phải đau đầu với hai đứa nhóc này lắm. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn nhìn dãy sơn mạch không biết tên này, khẽ nói, đi thôi. Chỉ chốc lát, đoàn người đã biến mất ở nơi xa. Đúng lúc này, một con quạ màu đen đột nhiên bay vượt qua đỉnh đầu của mọi người, nhưng không ai chú ý. Tốc độ của con quạ vô cùng nhanh, chỉ chốc lát đã lao vào sâu trong dãy núi, nói vừa bay vừa rít, người đàn ông kia lại tới nữa rồi. Người đàn ông kia lại tới nữa rồi, có oán báo oán, có thù báo thù. Vừa vào trong núi, xung quanh liền ảm đạm hẳn đi. Ngột ngạt. Đây là cảm giác của nhóm Diệp Huyên lúc này. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ này có chút tà môn. Diệp Huyên không hề dám sơ suất ở nơi thần bí này, cẩn thận đến mỗi bước đi. Lúc này, A Mộc Liêm ngẩng đầu lên nhìn trời, sắp đến đêm rồi. Thấy thế, sắc mặt A Mộc Liêm trầm xuống, trước khi trời tối hẳn. Chúng ta nhất định phải đến được chỗ kết giới khai thiên tộc đã mở ra trước đó, nếu không đêm nay e là sẽ gặp nguy. Diệp Huyên nhìn về phía A Mộc Liêm, buổi tối thì có gì? A Mộc Liêm liếc mắt nhìn Diệp Huyên, nguy hiểm. Diệp Huyên hỏi, không thể bay sao? Nếu bay thì sẽ tạo ra động tĩnh lớn, thế càng nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta nhanh chân thôi. Thực lực bây giờ của hắn tuy rất mạnh. Nhưng vẫn chưa đến trình độ vô địch, cần cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận, không thể xảy ra sai sót nào được. Mọi người liền đẩy nhanh tốc độ. Dọc đường đi, Nhị Nha và Tiểu Bạch đều rất yên lặng, đến mức có chút bất bình thường. Diệp Huyên vẫn luôn để ý đến hai đứa nhóc, Tiểu Bạch thỉnh thoảng sẽ nhìn ráo rác xung quanh, dáng vẻ khá là lén lút. Diệp Huyên thấy hơi buồn cười, hắn xoay nhẹ lên đầu nhỏ của Tiểu Bạch, đang có âm mưu gì đấy. Tiểu Bạch mở to mắt nhìn, sau đó quay sang Nhị Nha, tất nhiên là nhóc đang phân vân không biết có nên nói hay không. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô rồi hờ hững đáp, chúng ta đang tìm bảo bối. Diệp Huyên vội hỏi, tìm được rồi à? Nhị Nha lắc đầu, tạm thời thì chưa có thứ nào đáng giá cả. Diệp Huyên bỗng hơi tò mò, Nhị Nha, các ngươi tìm nhiều bảo bối như vậy để làm gì thế? Để dành. Chỉ để đó thôi à? Cũng không hẳn, có lúc sẽ dùng. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ trên tay Tiểu Bạch, thật ra hắn rất tò mò không biết trong nhẫn chứa đồ của đứa nhóc này có nhiều thần vật cực phẩm đến mức nào. Nhưng hắn không có ý đồ gì với Tiểu Bạch cả. Hắn vẫn có chừng mực của riêng mình. Lúc cần thiết thì có thể mượn của Tiểu Bạch, nhưng hắn sẽ không thiếu suy nghĩ đến mức đi lục lọi tranh giành. Sắc trời ngày càng mờ đi. Đoàn người cũng càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía, hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm không rõ tên. Như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch lại vô cùng bình tĩnh. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì A Mộc Liêm bỗng lên tiếng, khoan đã. Nói rồi, nàng ta ngừng chân lại. Diệp Huyên nhìn A Mộc Liêm, thấy nàng ta quay đầu lại thì hắn cũng làm theo, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Ngoài ra chẳng có gì cả. Nhưng sắc mặt A Mộc Liêm lại ngày càng nghiêm lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô thấy được gì? A Mộc Liêm nhìn về nơi xa, không đáp lời. Thế nhưng ánh mắt của nàng ta lại ngày càng ngưng động, còn có chút căng thẳng. Diệp Huyên nhìn về phía Nhị Nha, cô thấy gì rồi à? Nhị Nha quay đầu lại, hơi nghi hoặc hỏi, người không thấy gì à? Diệp Huyên. Sắc mặt Lý Thiên Hoa ở bên cũng hơi khó coi, tất nhiên là hắn ta cũng không thấy gì như Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bên kia có cái gì vậy? Nhị Nha suy nghĩ một chút rồi đáp, một cô gái tóc đỏ mặc váy trắng đang nhìn chằm chằm ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, Nhị Nha lại nói, ả đi rồi. A Mộc Liêm cũng rời tầm mắt đi. Diệp Huyên quay sang nhìn A Mộc Liêm, A Mộc Liêm trầm giọng nói, chúng ta đi thôi.
Nói rồi nàng ta liền bay thẳng về nơi xa. Suốt dọc đường đi, sắc mặt của A Mộc Liêm vô cùng nghiêm nghị, chẳng nói năng tiếng nào. Nhị Nha và Tiểu Bạch vẫn rất bình tĩnh. Diệp Huyên đi tới bên cạnh A Mộc Liêm, A Mộc Liêm cô nương, cô không định nói gì à? A Mộc Liêm nói, hồng nữ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hồng nữ. A Mộc Liêm gật đầu, ta cũng không biết ả là ai, chỉ biết phàm là người gặp được ả đều sẽ chết hết. Khai thiên tộc ta luôn kiêng kỵ ả, vào đây tìm bảo bối, nếu gặp phải ả thì phải lập tức chạy ngay, không được nán lại giây phút nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, tà môn đến vậy sao? A Mộc Liêm nói, mục tiêu của ả là ngươi. Diệp Huyên kinh ngạc, tại sao? A Mộc Liêm lắc đầu, không biết. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì đúng lúc này, A Mộc Liêm lại nói, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa có một căn nhà gỗ, xung quanh căn nhà đều được trải đầu những phù văn màu đỏ. A Mộc Liêm đi tới một chỗ phù văn rồi đọc thầm thần chú, dần dần, những phù văn trước mặt nàng ta rung lên, chẳng mấy chốc, chúng đã tản ra hai bên để lộ ra một con đường. A Mộc Liêm nói, đi thôi. Dứt lời, nàng ta dẫn nhóm Diệp Huyên đi vào trong nhà gỗ nhỏ, mà trong nhà cũng trải đầy những phù văn quỷ dị. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Gừ. Tiếng gầm gừ của thú hoang bỗng vang lên ở bên ngoài. Diệp Huyên nhìn ra, gì vậy? A Mộc Liêm lắc đầu, không biết. Diệp Huyên quay sang nhìn Nhị Nha, người có cảm nhận được nguy hiểm không? Nhị Nha lắc đầu, không có. Diệp Huyên yên tâm ngay, Nhị Nha là yêu thú, cô bé rất nhạy cảm với nguy hiểm, nếu có gì lạ, cô bé nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng hắn không hề biết rằng, khái niệm nguy hiểm của Nhị Nha khác với hắn. Nguy hiểm của Nhị Nha là gì? Là phải gặp cường giả cấp bậc cỡ cô gái váy trắng thì mới được tính là nguy hiểm. Đúng lúc này, dãy núi bên ngoài đột nhiên chấn động, như có yêu thú gì đang tung hoành ngoài kia. A Mộc Liêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng ta cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu, ả lại đến nữa rồi. Diệp Huyên nhìn cửa sổ, nơi đó chẳng có gì cả. A Mộc Liêm nói, ả chắc chắn đã nhắm trúng ngươi rồi. Diệp Huyên đột nhiên mở cửa, hắn đi ra ngoài, hắn nhìn thẳng phía trước, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng giả thần giả quỷ hù dọa người khác. Lúc này, một trận gió lạnh lùa tới, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Váy trắng tóc đỏ. Không thể không nói, cô gái này rất đẹp, dung mạo không thua kém gì A Mộc Liêm, thế nhưng tạo hình của ả khiến người ta phải rợn người, nhất là trong màn đêm đen như bây giờ. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi là nhi tử của y. Nghe thế, Diệp Huyên rùng mình, người phụ nữ này biết cha hắn. Lúc này, cô gái lại chợt nói, đúng thật rồi. Diệp Huyên liếc nhìn ả, tiền biết có việc gì. Cô gái đột nhiên ra tay. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ả thụi một đấm vào cuống họng. Cả người Diệp Huyên run bần bật. Mà lúc Diệp Huyên chuẩn bị đánh trả thì cô gái đã lùi ra xa hơn trăm trượng, kéo dài khoảng cách với hắn. Diệp Huyên có chút mờ mịt. Người này có ân oán gì với cha à? Cô gái nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, nói lời mà không giữ lời, đáng chết. Vừa nói xong, ả lại ép bàn tay về trước một cái. Diệp Huyên lập tức biến sắc, hắn lao về trước đấm ra một quyền. Cánh tay phải Diệp Huyên rung lên kịch liệt, cơ thể cũng ớn lạnh, hắn liên tục lui về sau, cảm giác đầu óc quay cuồng, ngay lúc ấy, có một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ họng của hắn. Diệp Huyên không hề do dự, hắn xoay người đấm một cú vào ngực cô gái kia, nhưng lúc này ả lại rút tay về vỗ xuống đất một cái. Toàn bộ mặt đất liền nổ tung. Cô gái lại định ra tay tiếp, nhưng lúc này Diệp Huyên bỗng giang hai tay ôm lấy cô gái kia rồi lăn xuống đất. Mặt đất lập tức bị sụp xuống một cái hố sâu, ngay lúc này, Diệp Huyên bay vọt ra ngoài. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, khóe miệng hắn đã có máu tươi chảy xuống. Phía xa, cô gái kia lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ả từ từ siết chặt nắm đấm, thủ thế tấn công. Diệp Huyên bỗng nói, từ từ đã. Cô gái nhìn Diệp Huyên, hắn nói, vừa nãy ngươi bảo nói lời mà không giữ lời, có phải cha ta đã từng đồng ý với ngươi chuyện gì không?
Cô gái gằn giọng nói, y đã đồng ý sẽ mang ta ra ngoài, nhưng y lại không làm. Ra ngoài. Diệp Huyên ngây người, sau đó nhìn nhị nha tròn xoe mắt, ta không biết. Diệp Huyên đen mặt lại, cha mình cũng thật là, đồng ý với người ta rồi mà lại không làm. Giờ thì hay rồi, thằng con lãnh hết, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, ai làm thì người đó chịu, người đi tìm cha ta đi. Cô gái cả giận, cha nợ con trả, người có vấn đề gì à? Khóe miệng Diệp Huyên hơi giật giật. Lúc này, A Mộc Liêm ở bên đột nhiên nói, cô nương, phụ thân hắn không phải người bình thường, nếu đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ không đổi ý tùy hứng như vậy, chuyện này tất cả ẩn tình gì đấy, cô thấy đúng không? Cô gái im lặng. A Mộc Liêm tiếp tục nói, cường giả cấp bậc đó không thể là người không giữ chữ tín được. Cô gái nhìn A Mộc Liêm, bây giờ y đang ở đâu? A Mộc Liêm đáp, bên ngoài. Cô gái nhìn Diệp Huyên, y bảo ngươi vào. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái lại hỏi, y để ngươi đến một mình. Nhị nha đột nhiên có chút bất mãn, này này, ngươi có thấy chúng ta không hả? Chúng ta không phải là người à? Cô gái liếc sang nhị nha, ngươi là người à? Nhị nha trừng mắt, kệ ta. Nói rồi cô bé lại tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười gằn, y cũng hay đấy, thật sự dám để ngươi đến đây một mình. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có ý gì? Có ý gì, chẳng lẽ ngươi không biết năm đó y đã làm những gì ở đây à? Trong lòng Diệp Huyên dâng lên một cảm giác xấu, ông ấy làm gì? Cô gái đáp, y đánh cướp khắp nơi, đoạt hết bảo bối của người khác. Nghe thế, mí mắt Diệp Huyên giật lên, thật à? Ta lừa ngươi làm gì? Sau khi y vào đây thì không ngày nào được yên bình, đi khắp nơi khiêu chiến, đánh người ta xong còn thở ra câu, vô địch thật cô quạnh. Không chỉ đánh bầm dập cơ thể người ta, mà còn chà đạp tinh thần của họ nữa. Diệp Huyên. Cô gái lại nói, khi y đi còn bảo sẽ trở lại khiêu chiến với họ, người nơi đây bao năm qua vẫn luôn điên cuồng tu luyện, đợi ngày y trở lại. Chỉ là không ngờ y chưa đến thì ngươi đã giành vào trước rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên có chút khó coi, lúc ta đi vào ông ấy còn bảo nhớ khai tên của ông ấy ra, như thế sẽ có thể nghênh ngang đi lại khắp nơi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, hỏi một câu nhé, hy vọng ngươi đừng để tâm. Diệp Huyên nói, hỏi gì? Ngươi là con ruột thật không? Diệp Huyên. Diệp Huyên giờ phút này không thể không sinh lòng căm phẫn. Mẹ nó. Lại gài bẫy mình. Cha cứ một hai muốn đẩy hắn vào chỗ chết là thế nào? Hắn nhìn về nơi xa, chuẩn bị bỏ chạy lấy người. Lại nghe cô gái nói, muốn chạy, trễ rồi. Diệp Huyên, cô có ý gì? Cô gái, người ở nơi này đã biết kể từ khi ngươi đặt chân vào đây, bây giờ không thể ra được nữa. Diệp Huyên. Cô gái nhìn hắn, y thật sự để ngươi vào đây sao? Diệp Huyên, tự ta muốn vào. Nhưng ông ấy bảo nhớ khai tên ông ấy ra. Cô gái lắc đầu, người chắc chắn không phải con ruột. Diệp Huyên. Vào lúc này, chân trời nơi xa bỗng chấn động, một người đàn ông vạm vỡ phá không lao ra, xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Gương mặt ông ta buốt giá như băng, phụ thân của ngươi đâu? Diệp Huyên do dự rồi đáp, ở bên ngoài. Ông ta gằn lên, gọi y vào đây. Diệp Huyên, tuy ta cũng không vừa mắt ông ấy nhưng có gì nói đó, ông ấy mà tiến vào thì các người thắng được sao? Gã đàn ông giận dữ chỉ vào mặt hắn, người dám xem thường ta. Đoạn ông ta vươn chân bước tới, tung ra một cú đấm. Sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy. Cú đấm khiến không gian xung quanh trở nên méo mó. Ngay cả thời gian duy độ cũng không thoát khỏi. Diệp Huyên biến sắc kịch liệt. Nhưng hắn không dùng thuật rút kiếm mà chỉ bước lên, cũng tung ra một quả đấm. Trực diện đối đầu. Xét về thân thể thì hắn chẳng sợ ai. Trừ nhị nha. Đọ về thân thể với cô bé này chẳng khác gì đi tìm đường chết. Hai quả đấm chạm nhau, không gian bốn phía lập tức bể nát tan tành, cả hai rơi vào không gian duy độ đen kịt. Diệp Huyên lùi lại gần trăm trượng. Hắn nhìn xuống cánh tay phải tê dần, im lặng cảm thán mình vẫn có chút kém hơn so với gã to xác này. Nhưng cũng bình thường thôi, vì đối phương là cường giả ý cảnh thứ thiệt mà.
nhưng hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, rất kỳ lạ. Gã ta có thân xác, nói cách khác thì là một cường giả bằng xương bằng thịt chứ không phải linh hồn, ấy vậy mà hắn cứ thấy là lạ, nhưng lạ thế nào thì không nói ra được. Ở nơi xa, gã đàn ông kia lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, bản thân y không đến, lại để con mình đến, đúng là hèn nhát. Diệp Huyên, ông nói vậy là ta không ưng, cha ta không đến đây không phải là hèn nhát, mà là không muốn mang tiếng ức hiếp ông. Gã đàn ông cười khẩy, ức hiếp ta, nếu không phải vì bản thể đã biến mất thì ta cần gì phải sợ y. Bản thể biến mất ư? Diệp Huyên cau mày, nhưng rõ ràng gã ta có bản thể cơ mà. Cô gái váy trắng liếc nhìn hắn, xem ra ngươi không hiểu gì cả. Diệp Huyên. Gã đàn ông lại nói, thầy kệ, ngươi cũng được. Sau đó gã lại lao về phía Diệp Huyên, tung ra cú đấm. Một cú đấm rất đơn giản. Lại vô cùng thô bạo. Tựa như có thể nghiền nát đất trời. Đây chính là cường giả ý cảnh chân chính. Diệp Huyên hít sâu một hơi, chiến ý tràn ngập trong mắt. Tuy hắn đã từng giao thủ với cường giả ý cảnh của chiến thiên tộc nhưng những người đó lại không được tính là ý cảnh chân chính, chỉ còn là một hình chiếu mà thôi. Nhưng đối thủ trước mắt này lại là ý cảnh chân chính. Hắn không nhiều lời lấy một câu, trực tiếp lao tới. Trực diện đối đầu. Diệp Huyên tung cú đấm thẳng về phía gã đàn ông. Gã ta không né không tránh. Quả đấm va chạm, hai người lập tức lui lại. Diệp Huyên lui hơn nghìn trượng, gã đàn ông kia thì hơn trăm trượng. Gã đàn ông nhìn xuống tay mình với vẻ kinh ngạc, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Diệp Huyên ở nơi xa cũng quẹt máu tươi bên khóe môi đi, toét miệng cười, tiếp tục lao tới. Chiến. Hiện giờ hắn chỉ thích phong cách chiến đấu trực tiếp bằng nắm đấm thế này. Vừa sảng khoái lại còn có thể nâng cao bản thân, vì vậy hắn mới không muốn nhờ nhị nha hỗ trợ. Một chốc sau, gã đàn ông tung đấm nện Diệp Huyên văng thít đi, nheo mắt lại, người đang dùng ta để luyện quyền luyện quyền. Diệp Huyên nhăn nhở, chính sách. Sắc mặt gã đàn ông vặn vẹo, tự tìm chết. Gã tung mình nhảy lên, nện nắm đấm xuống về phía Diệp Huyên, lòng bàn tay mang theo sức mạnh khổng lồ. Quả đấm rơi xuống khiến bốn phía rung lắc như gặp phải động đất, kinh khủng vô cùng. Diệp Huyên bên dưới vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Sau đó bỗng nhắm mắt lại. Chỉ trong chớp mắt, gã đàn ông kia bay ngược ra ngoài. Những người khác thấy vậy thì sửng sốt. Chuyện gì vừa xảy ra? A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyên với vẻ kinh ngạc. Nàng ta đương nhiên biết chuyện gì vừa xảy ra, đó chính là Diệp Huyên đang tấn công bằng thần hồn. Chắc chắn là học được từ nơi tu luyện kia. Sắc mặt gã đàn ông ở nơi xa trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt nhìn Diệp Huyên giờ đây đã có vẻ kiêng kỵ. Tấn công bằng thần hồn. Bỏ qua thể xác, đánh thẳng vào linh hồn. Một chiêu vừa rồi của Diệp Huyên suýt nữa đã khiến gã ta thần hồn câu diệt. Diệp Huyên nhìn gã đàn ông, toét miệng cười rồi bước tới. Gã ta ngẩng lên, nói, hôm nay đã muộn, ngày khác tái chiến. Sau đó đã xoay người biến mất. Diệp Huyên ngớ ra. Mẹ nó. Có thế thôi đã chạy rồi. Còn hẹn ngày khác tái chiến. Sao có thể mất liêm sỉ đến thế được? Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời. Hắn đang muốn xem khả năng tấn công bằng thần hồn của mình thế nào, tiếc rằng gã đàn ông kia lại yếu ớt rõ rệt trên phương diện này nên đã chuồn mất. Nhưng điều này cũng khiến hắn hoảng sợ. Cũng may hắn đã củng cố thần hồn của mình ở nơi kia, bằng không nếu gặp phải cường giả thần hồn thì sẽ hoàn toàn không có sức đánh trả. Ở phương diện thần hồn, thân xác có mạnh đến đâu đi nữa cũng không khác gì tờ giấy. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng quay lại hỏi nhị nha, nếu ta dùng thần hồn để tấn công thì ngươi chịu nổi không? Nhị nha chớp mắt, thử xem. Diệp Huyên gật đầu, nhớ cẩn thận. Nói xong, hắn lập tức tấn công. Quỳnh! Không gian xung quanh bỗng chốc chấn động từng cơn như có sóng vỗ ập đến. Nhưng nhị nha vẫn không hề hấn gì. Diệp Huyên ngẩn người. Nhị nha liếm kẹo hồ lô, nữa không? Diệp Huyên, sao ngươi lại không bị gì? Nhị nha, vì thần hồn của ta rất mạnh. Diệp Huyên cau mày, rất mạnh. Nhị nha gật đầu, thú hồn. Thú hồn.
Diệp Huyên biết nó. Thần hồn của yêu thú bình thường đã mạnh hơn con người, mà nhị nha còn là ác thú ngoại hạng thì thần hồn còn phải kinh khủng đến mức nào nữa. Đừng nói hắn, e rằng cả cường giả ý cảnh chân chính cũng không làm gì được cô bé. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, quay lại nhìn cô gái váy trắng, nghe ả lạnh nhạt hỏi, ngươi cho rằng như vậy là kết thúc sao? Hắn bật cười, cô nghĩ ta sợ ư. Ả nhìn hắn, nhớ kỹ những lời hôm nay của ngươi. Sau đó xoay người rời đi. Bỗng Diệp Huyên gọi với theo, cô nương. Cô gái váy trắng quay lại, việc gì? Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, có lẽ ta có thể giúp cô thoát ra. Ả chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo, giơ ngón giữa lên rồi đi mất. Con gái gì đâu mà thô lỗ, Diệp Huyên đen cả mặt. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà quay sang A Mộc Liêm và Lý Thiên Hoa, A Mộc cô nương và Lý Huynh đi trước đi. Lấy tình hình trước mắt đến xem, bọn họ đi theo hắn chắc chắn sẽ gặp phải tai vạ. Nhưng A Mộc Liêm lắc đầu, không sao cả. Lý Thiên Hoa cũng cười nói, vậy chúng ta cùng đi. Thật ra hắn ta muốn rời khỏi nơi đây, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ. Nếu rời đi thì có thể an toàn thoát khỏi nơi này, nhưng cũng đồng nghĩa với đánh mất cơ hội kết giao cùng Diệp Huyên, không phải sao? Nếu có thể kết bạn với Diệp Huyên thì tuyệt đối là chuyện tốt nghìn năm có một đối với hắn ta và toàn bộ Thiên Tông. Cơ hội này trước kia không có, bây giờ lại đến một khi đã cùng chung hoạn nạn thì có thể gọi là bạn bè, mà chỉ cần trở thành bạn thì có thể mở ra vô vàn khả năng. Diệp Huyên cười nói, hành trình tiếp theo có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. A Mộc Liêm lắc đầu, không sao. Lý Thiên Hoa cũng cười, chẳng hề gì. Diệp Huyên gật đầu, tốt, vậy chúng ta đi tiếp. Lý Thiên Hoa tò mò, không đi đường vòng sao? Diệp Huyên lắc đầu, không kịp nữa. Bọn họ đã phát hiện ra ta, tuyệt đối sẽ không để ta trở về, đã vậy thì chi bằng tiếp tục đi về trước. Lý Thiên Hoa gật gù, khẽ nói, cũng phải. Diệp Huyên nhìn về phương xa, đi thôi. Nhóm người nhanh chóng tiến lên. Diệp Huyên không hề hốt hoảng. Sức mạnh bây giờ của hắn đã không thua gì cường giả ý cảnh, huống chi còn có nhị nha ở đây. Nhị nha là người thế nào? Là người chỉ sợ mỗi cha hắn và Thanh Nhi. Hắn còn cho rằng trên đời này trừ những cường giả như cha, Thanh Nhi và đại ca ra, không còn ai có thể giết được nhị nha nữa. Thân xác đạt đến trình độ nhất định nào đó quả thật là biến thái mà. Đặc biệt nhất là nhị nha còn là thú hồn, có thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là vô giá. Mọi người tiếp tục đi tới. Mục tiêu của Diệp Huyên chính là miếu thần bên bờ hồ ở sâu trong sơn mạch. Miếu thần. Nếu cha đã để hắn đến đây thì chắc chắn có ý đồ nào đó, bằng không chẳng lẽ chỉ đơn giản là để lừa hắn. Nếu là vậy thật thì hắn chắc chắn sẽ gọi Thanh Nhi về, đập cho y một trận. Đánh không lại thì gọi đại ca đến luôn. A Mộc Liêm bỗng lên tiếng, vì sao bọn họ lại dám đến tìm Dương Tông Chủ? Diệp Huyên nghe vậy bèn giật mình. Đúng rồi. Gã đàn ông kia dựa vào cái gì mà đến tìm cha chứ? A Mộc Liêm, nếu ta đoán không sai, Dương Tông Chủ hẳn vẫn còn che giấu thực lực. Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn là cha còn che giấu, bằng không thì gã đàn ông kia đã chẳng có lá gan đến tìm y. Nhưng vì sao cha lại làm thế? Chẳng lẽ là để bẫy hắn? Nghĩ vậy, sắc mặt hắn thoát cái xa sầm. Mẹ nó! Có thể lắm chứ? Ai chứ lão cha từ trên trời rơi xuống dám làm thế lắm? Diệp Huyên nhìn về phía xa, thì thào, cha à, cha mà còn chơi con nữa thì đừng trách con đây đại nghĩa diệt thân nhé. Cũng đừng mắng con bất hiếu, gì chứ thủ tiêu cha thì con cũng làm được đấy. Chơi xỏ! Đây chính là mục tiêu trước mắt của Diệp Huyên. Hắn biết cha thích bẫy mình nhưng cũng sẽ không bao giờ đẩy hắn vào chỗ chết. Bốn bề đen nhánh, nhưng với thực lực của họ thì không ai bị ảnh hưởng gì. Nhưng sắc mặt họ lại có phần trầm trọng. Họ đã đi đến đây rồi, vậy mà không nghe thấy được âm thanh gì. Quá tĩnh lặng. Quá bất thường. Diệp Huyên nhìn xung quanh khắp một lượt nhưng không cảm nhận được gì. Như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi A Mộc Liêm, A Mộc cô nương. Nơi này rốt cuộc là một nơi như thế nào? Nàng ta lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên, không biết chút gì sao? A Mộc Liêm gật đầu, năm ấy,
tổ tiên khai thiên tộc chúng ta phát hiện ra nơi này, bèn quyết định không đi về trước nữa. Ghi chép của gia tộc về nơi này cũng không nhiều, chỉ có tổ huấn rằng không được đi vào. Không được đi vào. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Vậy mà cha lại muốn hắn vào. Có phải là một cái bẫy không? Diệp Huyên nhìn về nơi xa, cảm thấy đau đầu. Hắn bắt đầu sợ cha mình rồi. Gài bẫy thằng con một cách điêu luyện như vậy. A Mộc Liêm nhìn Diệp Huyên, Dương Tiền Bối bảo ngươi đi vào. Diệp Huyên gật đầu. A Mộc Liêm, vậy thì vào thôi. Hắn cười, A Mộc cô nương không sợ sao? A Mộc Liêm, ta muốn đi xem vì tò mò. Diệp Huyên quay sang Lý Thiên Hoa, Lý Huynh thì sao? Lý Thiên Hoa cười đáp, phải có khó khăn mới được phú quý. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta đi. Sau đó hắn lại nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch đang điềm tĩnh đi ở một bên. Có Nhị Nha ở đây khiến hắn an tâm hơn hẳn. Cha có thể sẽ bẫy hắn, nhưng sẽ không làm vậy với hai cô bé này. Nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất. Phải biết, cho dù Nhị Nha có không sợ thứ gì đó, hắn chưa chắc có thể làm theo. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân truyền đến từ phương xa. Nhóm Diệp Huyên dừng chân, bản thân hắn dõi mắt nhìn vào bóng tối, sau đó thấy một lão già đi ra. Việc đầu tiên lão ta làm khi xuất hiện là nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bạch, đôi mắt lão ta nheo lại linh tổ. Tiểu Bạch vươn lưỡi liếm kẹo, giơ móng lên vẫy vẫy, cho rằng lão đang chào hỏi mình. Lão già, thú vị, không ngờ lại có linh tổ xuất hiện. Tiểu Bạch gật đầu, lại vẫy vẫy tay. Nhị Nha bỗng nói, Tiểu Bạch, lão ta không phải đang chào hỏi ngươi đâu, mà có thể đang muốn lấy kẹo của ngươi đấy. Tiểu Bạch nghe vậy thì xanh cả mặt, tròn mắt nhìn lão già trước khi giấu tiệt que kẹo đi. Ánh mắt lão ta lại chuyển sang Nhị Nha, bắt đầu nhuốm vẻ nghiêm trọng, yêu thú. Nhị Nha liếm kẹo, có vấn đề gì không? Lão ta bật cười, chuyển hướng sang Diệp Huyên, cho ngươi một cơ hội gọi cha ngươi đến đây, để không phải nói bọn ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ân oán giữa bọn ta và y không liên quan đến ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không gọi được. Lão già, nói vậy là ngươi chuẩn bị gánh vác thay y. Diệp Huyên im lặng, gánh cái búa ấy. Hắn chưa kịp mở miệng thì lại nghe đối phương nói, vậy đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão già vừa dứt lời, Diệp Huyên đã biến sắc kịch liệt, một khắc sau đã vung tay phải ra trước. Sau tiếng nổ vang rền, Diệp Huyên lùi lại hơn trăm trượng. Khi dừng lại, hắn phát hiện có một người đàn ông áo đen đang đứng cách đó không xa. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó vươn tay lên làm động tác siết chặt. Quỳnh! Chỉ trong nháy mắt, không gian nơi Diệp Huyên đang đứng méo mó đi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Người đàn ông biến sắc, sau đó đã bị hất văng đi. Tấn công bằng thần hồn. Người đàn ông áo đen bị hất văng đi rồi, lão già áo đen lập tức nhìn Diệp Huyên, thần hồn chi thuật. Diệp Huyên nhìn sang, nhưng lão ta lại nhìn người đàn ông áo đen ban nãy. Sắc mặt người này trắng như tờ giấy, cho thấy thần hồn đã bị thương nặng. Ông ta nhìn Diệp Huyên với vẻ kiêng kỵ tràn ngập trong mắt. Rõ ràng cũng sợ những đòn tấn công bằng thần hồn của hắn. Lão già bỗng nói, ngươi ra tay đi, ta thay ngươi cản lại thần hồn chi thuật của hắn. Người đàn ông gật đầu, nhưng chưa ra tay thì đã nghe Diệp Huyên hỏi, lão già, định chơi lấy nhiều đánh ít à? Lão ta cười khẩy, vậy thì thế nào? Diệp Huyên nhìn sang Nhị Nha, đánh lão. Nhị Nha không hề nhiều lời mà bước về trước, tung ra một cú đấm về phía lão già. Đồng tử lão ta co rụt lại, không kịp tránh né vì khoảng cách quá gần, bèn vung quyền ra cản trở. Hai quả đấm vừa va chạm, lão già đã bay ngược về phía chân trời. Mất hút, người đàn ông áo đen thấy vậy thì sửng sốt, chỉ một đấm thôi đã khiến lão ta bay luôn. Ánh mắt ông ta nhìn Nhị Nha giờ đây, ngoại trừ kiêng kỵ còn có thêm sợ hãi. Ông ta biết thực lực lão già kia đến đâu, nào ngờ lại bị con bé này đánh bay chỉ bằng một cú đấm. Nhị Nha liếc mắt nhìn ông ta, liếm kẹo, đánh tên này luôn không? Cô bé đang hỏi Diệp Huyên. Hắn chưa kịp mở miệng trả lời thì người đàn ông đã xoay người bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã mất dạng.
Diệp Huyên không khỏi cạn lời. Mẹ nó, chạy lẹ thật. Người nơi này không chịu đánh đến chết à. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi ấy một màu đen kịt, nhưng hắn cũng cảm nhận được rất nhiều khí tức mơ hồ. Nghĩa là vẫn luôn có cường giả âm thầm quan sát trong bóng đêm. Diệp Huyên thở dài, nghiệp do cha gây ra, sao lại bắt hắn trả chứ? Nếu miếu thần kia không có thần vật cực phẩm thì hắn sẽ vì đại nghĩa diệt thân. Sau đó, đoàn người tiếp tục lên đường. Lý Thiên Hoa không ngừng quan sát Nhị Nha, chợt phát hiện mình đã đánh giá thấp cô bé này. A Mộc Liêm cũng nhìn Nhị Nha, nàng ta biết cô bé rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Vào lúc này, Nhị Nha bỗng dừng bước, Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch vươn móng chỉ về bên phải. Diệp Huyên tròn mắt, có bảo vật hả? Tiểu Bạch gật đầu thật mạnh. Có bảo vật. Nhị Nha nhìn Diệp Huyên, xem thử xem. Diệp Huyên nghĩ ngợi, vậy đi xem. Nhị Nha vung tay, đi. Cứ thế, bọn họ đi về bên phải. Dọc đường đi, bốn bề vẫn tĩnh lặng vô cùng. Diệp Huyên đi đến bên Nhị Nha, hỏi, Nhị Nha, ở đây có gì khiến người cảm thấy nguy hiểm không? Nhị Nha lắc đầu, tạm thời không có. Diệp Huyên gật đầu, nếu có gì thì phải nói sớm, hiểu chưa? Nhị Nha gật đầu, ta biết rồi. Diệp Huyên khẽ gật gù, cảm thấy thoáng an tâm hơn. Vẫn là Nhị Nha đáng tin cậy. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch bỗng nâng tay lên, Nhị Nha dừng bước, hỏi có phát hiện gì sao? Tiểu Bạch gật đầu. Nhị Nha, là gì? Tiểu Bạch nghĩ ngợi một hồi rồi vung tay ra dấu. Diệp Huyên hỏi Nhị Nha, nhóc ấy nói gì vậy? Nhị Nha lắc đầu, chả hiểu. Diệp Huyên. Tiểu Bạch cũng trố mắt ra, đoạn lại quơ quào cặp vuốt. Nhị Nha bất đắc dĩ, ngươi không học nói tiếng người được sao Bạch? Thủ ngữ cỡ này ta cũng chịu. Tiểu Bạch. Bỗng có động tĩnh vang lên từ phương xa. Mọi người rối rít nhìn sang, thấy một con cáo trắng xuất hiện. Cả người nó trắng như tuyết, mọc ra 9 cái đuôi, trông xinh đẹp vô cùng. Tiểu Bạch thấy nó thì kích động hẳn ra, vừa chỉ trỏ vừa vung tay loạn xạ. Có thể thấy bảo vật mà nhóc nói chính là con cáo này. Cáo ta cũng đang nhìn Tiểu Bạch với vẻ tò mò tràn ngập. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, người đi chơi với chúng ta không? A Mộc Liêm sửng sốt nhìn hắn. Trực tiếp vậy luôn sao? Nào ngờ khi nhìn sang Diệp Huyên, ánh mắt cáo trắng lập tức lạnh đi. Tràn đầy địch ý. Diệp Huyên không biết phải nói gì, đừng bảo rằng cha hắn cũng từng ức hiếp con cáo này chứ. Không thể nào. Y cũng không giống như hạng người thích hỉ mạnh hiếp yếu mà. Nhị Nha lên tiếng, người bằng lòng đi với chúng ta không? Đã là vật sống thì không thể cưỡng cầu. Chưa kể con cáo này còn là yêu thú. Cáo ta nhìn Nhị Nha, thấy cô bé liếm kẹo nói, ăn no uống đủ chơi vui. Tiểu Bạch gật đầu lia lịa, vung tay lên, để một cụm tử khí bay về phía cáo trắng. Cáo ta nhìn thấy tử khí thì tỏ vẻ kích động rõ rệt, hít vào một hơi thật sâu, hấp thu toàn bộ chúng. Thấy nó lại nhìn mình, Tiểu Bạch tuét miệng cười, vẫy vẫy tay. Cáo trắng tỏ ra do dự. Nhị Nha bỗng nói, chúng ta đi. Tiểu Bạch nhìn sang, thấy cô bé gật đầu, đi thôi. Tiểu Bạch còn muốn diễn tả gì đó nhưng đã bị Nhị Nha kéo đi. Diệp Huyên và hai người kia cũng xoay gót, bọn họ biết Nhị Nha đang làm gì. Chính là lạt mềm buộc chặt. Không ngoài dự đoán, con cáo trắng kia bỗng bất thình lình xuất hiện trước mặt họ. Nó nói với Tiểu Bạch, ta đi với ngươi. Tiểu Bạch kích động, nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Nhị Nha bỗng hỏi, ngươi có năng lực đặc biệt gì không? Cô bé vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cáo trắng, mê hoặc. Nhị Nha tròn mắt, mê hoặc. Cáo trắng, ta có thể mê hoặc lòng người. Nhị Nha ngẫm nghĩ rồi chỉ vào Diệp Huyên, ngươi thử với Tiểu Huyên tử xem. Diệp Huyên. Thấy cáo trắng nhìn sang, hắn hỏi, ngươi biết cha ta? Sắc mặt cáo ta lạnh như băng, y đã từng đến đây. Diệp Huyên, rồi sao nữa? Cáo trắng, y đã hứa sẽ đưa ta ra ngoài, vậy mà sau đó lại không thấy tăm hơi.
Diệp Huyên suy tư một hồi rồi nói, vì sao ông ấy lại hứa sẽ dẫn ngươi đi? Cáo Trắng lắc đầu, không vì sao cả. Y chỉ đến tìm ta, hỏi ta có muốn ra ngoài không, sau đó nói sẽ đưa ta đi. Chân mày Diệp Huyên nhăn tít lại. Cáo Trắng lại nói, theo ta biết, y không chỉ nói những lời này với mình ta, mà gần như là với tất cả người và linh thú nơi này. Nhưng y lại không đưa bất kỳ ai ra ngoài cả. Thứ bịp bợm. Diệp Huyên. Những lời của Cáo Trắng khiến Diệp Huyên câm nín. Cha rốt cuộc có ý gì vậy? Hứa hẹn với bao nhiêu là người nhưng cuối cùng lại không làm được. Đã vậy còn bảo hắn đi vào. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bỗng sững ra. Chẳng lẽ cha muốn hắn đến cứu những người này? Hắn rơi vào trầm tư. Rất có khả năng là vậy. Cha tuy hay thích bẫy hắn nhưng tuyệt đối sẽ không làm việc vô nghĩa. Khi hắn muốn vào đây, bảo hắn cứ đọc tên mình ra, tuy chắc sẽ bị thiệt nhưng chắc chắn không chỉ vì mục đích muốn bẫy hắn cho vui. Nếu hắn có thể cứu những người này thoát ra ngoài thì tuyệt đối có ích rất nhiều. Bởi đa phần người nơi này đều là cường giả ý cảnh. Tuy ý cảnh này có hơi lạ. Hắn có cảm giác rằng những người này không phải cường giả ý cảnh chân chính, họ rất khác với hư ảnh mỗi ngày hắn tập luyện cùng ở khai thiên tộc. Ngụy ý cảnh chăng? Diệp Huyên lắc đầu, cho dù có phải ý cảnh hay không, sức mạnh của họ là không cần phải nói. Nếu có thể khiến họ đi theo hắn, vậy hắn sẽ có thêm vài phần thắng trước dị duy tộc. Nghĩ vậy, Diệp Huyên nói với Cáo Trắng, không dám giấu giếm, lần này ta đến đây là để đưa chư vị ra khỏi nơi này. A Mộc Liêm bắn một cái nhìn đầy nghi hoặc sang. Cáo Trắng, đưa chúng ta đi. Diệp Huyên gật đầu, trịnh trọng nói, đúng vậy, chính cha đã bảo ta đến thực hiện lời hứa năm ấy. Cáo Trắng, vì sao y không đến? Diệp Huyên cười, ông ấy còn việc quan trọng phải làm. Cáo Trắng tiếp tục hỏi, việc quan trọng gì? Diệp Huyên, các hạ, vì sao cha ta lại hứa sẽ giúp ngươi thoát ra? Là các hạ đã giúp đỡ gì ông ấy, hay ông ấy mắc nợ gì các hạ? Cáo Trắng im lặng một hồi rồi lắc đầu, đều không có, nhưng chính y đã nói. Diệp Huyên, nếu các hạ chưa từng giúp đỡ, ông ấy cũng chẳng nợ ân tình, vậy các hạ lấy gì để đòi được ông ấy cứu? Cáo Trắng, chính y đã hứa trước. Diệp Huyên, ông ấy có nói chính xác khi nào sẽ cứu các hạ không? Cáo Trắng khẽ cau mày. Diệp Huyên mỉm cười, xem ra là không. Cáo Trắng nhìn hắn, người muốn nói gì? Diệp Huyên hỏi ngược lại, theo ta thấy, ông ấy không nợ các hạ thì các hạ lấy gì để yêu cầu ông ấy đến cứu? Đúng là ông ấy có hứa, thì chẳng phải bây giờ có ta đến hay sao? Cáo Trắng lắc đầu, người quá yếu. Diệp Huyên lắc đầu cười, lại còn chê bai, ta mà là cha ta thì tuyệt đối sẽ không cứu các ngươi. Cáo Trắng nheo mắt lại, có ý gì? Diệp Huyên cười, ông ấy hứa thì hứa, nhưng người nghĩ mình là ai mà ông ấy phải cứu chứ? Ông ấy nợ ngươi sao? Cáo Trắng im lặng, Diệp Huyên, phải bỏ vốn mới được lời, người đã bỏ ra những gì? Cáo Trắng nhìn hắn, người muốn gì? Diệp Huyên cười khẩy, không muốn gì cả, người cứ tiếp tục ở lại đây đi. Sau đó hắn nói với Nhị Nha và Tiểu Bạch, chúng ta đi. Nhị Nha gật đầu, được. Bọn họ xoay gót rời đi. Diệp Huyên đã có phần tức giận. Hắn không biết giữa cha hắn và nhóm người này rốt cuộc đã xảy ra những gì, nhưng thái độ của họ khiến hắn vô cùng chướng mắt. Bọn họ xem việc người khác phải giúp đỡ mình là đương nhiên. Có lẽ chính vì vậy mà năm ấy cha mới rời đi. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi không thể xem điều này như chuyện hiển nhiên được. Dù sao vốn cũng không ai nợ ai. Có lẽ lý do cha bảo hắn vào đây, lại còn báo tên y ra là muốn để hắn từ chối nhân quả năm xưa, nhưng xem ra những nhân quả này đã dần biến thành nghiệt nhân rồi. Diệp Huyên tức không chịu được. Cha cũng vậy, lại còn ném hòn than này cho hắn. Đúng lúc này, con cáo trắng kia lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Nó nhìn Tiểu Bạch, nói ta đi theo nhóc này. Diệp Huyên cong môi, vì sao ta phải cho ngươi theo cùng? Cáo trắng nhìn hắn, ta là linh hồ, đi theo sẽ có lợi cho nhóc. Tiểu Bạch nghe vậy thì tròn mắt liếc Nhị Nha đầy nghi ngờ. Ta được lợi gì cơ? Diệp Huyên hỏi Nhị Nha, Tiểu Bạch sẽ có lợi sao?
Nhị nha hỏi cáo trắng, ta cũng đang muốn biết, người đi theo Tiểu Bạch của ta thì nhóc ấy sẽ được gì? Thấy ánh mắt nó lạnh dần đi, cô bé chỉ điềm tĩnh nói, muốn đánh lộn à? Tiểu Bạch bỗng vươn ra nắm lấy tay nhị nha, lắc lắc đầu. Nhóc vẫn luôn có thiện ý với sinh vật có linh trong thiên địa. Sở dĩ tìm đến con cáo trắng này là vì nhóc muốn dẫn nó theo, không phải muốn bắt nó làm nô lệ. Nhóc có thể giúp cáo trắng mạnh lên. Nhưng giờ đây cũng đã bắt đầu không thích nó. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thái độ của nó với chủ nhân có vấn đề. Thứ hai, thái độ của nó với nhóc cũng có vấn đề. Nhị nha nhún vai, được, ta không giận nữa. Tiểu Huyên tử, chúng ta đi. Diệp Huyên gật đầu, đoàn người tiếp tục đi về trước, ánh mắt cáo trắng nhìn họ càng lúc càng lạnh đi. Nhị nha bỗng dừng bước, xoay người nhìn lại, người muốn gây sự với ta. Cô bé đã cảm nhận được ác ý đến từ cáo trắng. Nó lạnh lùng chừng nhị nha và Diệp Huyên, các ngươi sẽ hối hận. Nó xoay người rời đi. Nhị nha chậm chậm siết tay phải lại, nhưng Diệp Huyên đã lao ra ngoài. Hắn không nói không rằng, trực tiếp tung ra 100 chiêu thuật rút kiếm. Vào khoảnh khắc kiếm rời vỏ, có tiếng kiếm minh bất thình lình vang lên chấn động dãy núi. Thấy hắn bất ngờ ra tay, gương mặt cáo trắng thoát cái tái nhợt. Nó quay phắt lại, vươn tay phải ra làm động tác vỗ. Chớp mắt một cái, 9 cái đuôi sau lưng bỗng dựng đứng lên. Đó cũng là lúc kiếm của Diệp Huyên rơi xuống. Quỳnh! 9 cái đuôi cáo nát vụn trong nháy mắt, mà con cáo trắng thì lùi lại hơn 1000 trượng. Nơi nó lướt qua, từng tấc không gian sụp đổ chôn vùi. Chứng kiến đường kiếm này của Diệp Huyên, A Mộc Liêm và Lý Thiên Hoa đều biến sắc. Đặc biệt là Lý Thiên Hoa. Cường giả nhập thần cảnh căn bản không thể tung ra sức mạnh như trong đường kiếm vừa rồi của Diệp Huyên. Người này thật sự chỉ mới đến nhập thần cảnh thôi sao? Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía cáo trắng, hối hận. Nói nghe xem vì sao ta lại phải hối hận. Cáo trắng quắc mắt chừng hắn, bên trong là vẻ kiêng dè. Tuy Diệp Huyên vừa rồi không chém chết nó nhưng cũng khiến nó bị trọng thương. Sắc mặt hắn trông dữ tợn vô cùng, không cho đi theo mà còn muốn trả thù. Mẹ nó, mi tưởng ông đây là không khí hay gì. Gằn lên xong, hắn đã lao tới. Cáo trắng biến sắc, lập tức hóa thành tia sáng trắng biến mất cuối chân trời. Bỏ chạy. Bởi vì nó không dám chắc có thể đỡ được đường kiếm thứ hai của hắn. Diệp Huyên bổ hụt, đang muốn đuổi theo thì nghe nhị nha nói, Tiểu Huyên tử, bỏ đi. Hắn nhìn về sau, thấy cô bé lắc đầu, Tiểu Bạch bảo mặc kệ. Nó mà còn đến gây chuyện nữa thì nhóc sẽ tự tay xử lý. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi gằn lên với bốn phía, ngon thì thử nữa xem. Sau đó quay lại nói với nhị nha, chúng ta đi. Đoàn người tiếp tục lên đường. Sắc mặt Diệp Huyên như được phủ băng suốt đường đi, tay phải siết chặt thanh kiếm trong vỏ. Đây là kiếm của người đàn ông áo xanh. Nhị nha liếc nhìn hắn, Tiểu Huyên tử, đừng tức giận. Hắn thì thào, ta không giận. Hắn nhìn về phương xa, nói, chúng ta ngự khí phi hành đi. Ngự khí phi hành. A Mộc Liêm, ngươi chắc chứ? Hắn cười, cứ thong thả chậm rãi thì bọn họ cũng đâu dừng lại, đúng không? A Mộc Liêm gật đầu, cũng phải. Diệp Huyên ngự kiếm bay lên chân trời, dõi mắt nhìn xuống dưới, nhanh chóng nhìn thấy hồ nước mà cha từng nhắc đến. Ở bên hồ kia quả thật có một ngôi miếu cũ kỹ. Chính là miếu thần. A Mộc Liêm xuất hiện bên cạnh, cũng nhìn về ngôi miếu, kia chính là mục tiêu của ngươi lần này. Diệp Huyên gật đầu. A Mộc Liêm quan sát một phen, bốn bề quanh miếu trống trái vô cùng, ngay cả ngọn núi lớn gần đó cũng cách hơn mấy dặm. Ở phía trước miếu còn có một pho tượng. Diệp Huyên, chúng ta đi. A Mộc Liêm gật đầu. Đương lúc họ chuẩn bị tiếp tục tiến lên, bỗng nghe thấy một tiếng thét phẫn nộ vang vọng khắp núi non, gan to bằng trời. Lại dám trắng trợn. Diệp Huyên lập tức lao vọt xuống. Một khắc sau, tiếng kiếm ngân vang lên khắp sơn mạch, một cái đầu nhoe nhoét máu bay vút lên tầng mây rồi chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyên trở lại bên cạnh A Mộc Liêm, kiếm trong tay còn đang nhỏ máu. Hắn nói, tiếp tục. Bọn họ tiếp tục lên đường. Lần này yên tĩnh hơn rất nhiều.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đi đến bên bờ hồ. Đúng lúc ấy, mặt nước bỗng dưng sôi trào. Diệp Huyên xoay lại nhìn hồ nước, chỉ thấy một bóng mờ xuất hiện từ bên trong, đừng đi tới nữa. Hắn hỏi, vì sao? Bóng mờ, đó là cấm địa của nơi này. Cấm địa? Diệp Huyên nhìn ngôi miếu thần, lại hỏi, nguy hiểm lắm ư? Bóng mờ, nhìn ta đi. Diệp Huyên nhìn sang, nghe bóng mờ nói, chính ta đã bị nhốt ở đây. Diệp Huyên, bên trong có gì? Bóng mờ, không biết. Diệp Huyên cau mày, không biết. Bóng mờ, cha ngươi hẳn là biết. Diệp Huyên, ngươi biết cha ta. Bóng mờ, năm ấy y đã đến đây, cũng bước vào nơi kia. Diệp Huyên quay đầu nhìn miếu thần, trong lòng dâng lên nỗi hiếu kỳ. Bên trong đó rốt cuộc là thứ gì? Bỗng hắn nghe bóng mờ hỏi, tiểu hữu có thể cứu ta ra được không? Diệp Huyên nhìn sang, nghe bóng mờ nói, nếu tiểu hữu bằng lòng giúp đỡ, tại hạ cam nguyện đi theo tiểu hữu, mặc tiểu hữu sai khiến. Ta lấy thần hồn thề, nếu vi phạm ắt không được chết tử tế. Bóng mờ thề xong, mặt hồ bỗng gợn lên từng đợt sóng. Lời thề đã thành nhân quả. Diệp Huyên, ta phải làm gì để cứu ngươi? Bóng mờ, rất đơn giản, để vị tiểu cô nương cạnh tiểu hữu ra tay là được. Nhị nha. Diệp Huyên nhìn sang, nhị nha chỉ nói, để tiểu bạch làm đi. Tiểu bạch cười tâu, đưa mắt nhìn bóng mờ. Sau đó nhóc ta khẽ khàng hít một hơi, hàng loạt linh khí đã ùn ùn ập đến. Không lâu sau, có thứ gì đó trên mặt hồ vừa biến mất. Một chốc sau đó, có một người đàn ông trung niên rẽ nước bước ra. Ông ta hít vào một hơi tràn đầy buồng phổi, khẽ thi lễ với Diệp Huyên, đa tạ ơn cứu mạng của tiểu hữu. Diệp Huyên chỉ cười, nếu ông rời đi ngay bây giờ, ta cũng không làm gì được. Đối phương lắc đầu, đàn ông nói chuyện phải giữ lời. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, ông theo ta trong 3 năm là được, sau đó có thể rời đi. Người đàn ông lại thi lễ, đa tạ. Diệp Huyên quay sang nhìn miếu thần, trong lòng cảm thấy có phần hụt hẫng. Không lẽ cha chỉ muốn gài bẫy hắn thật? Đúng lúc này, cửa miếu bỗng bật mở, có một giọng nói truyền ra từ bên trong, thiếu chủ, chờ ngài đã lâu. Thiếu chủ, Diệp Huyên bối rối. Đang nói mình sao, chẳng lẽ đây là di sản cha để lại cho mình? Hắn lập tức kích động. Ủa khoan, di sản. Hình như cha vẫn còn sống khỏe lắm mà. Thiếu chủ. Hai tiếng này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên không thôi. Bao gồm cả người đàn ông trung niên vừa được ra ngoài kia. Ông ta biết năm ấy người đàn ông áo xanh kia đã đi vào, nhưng không bao lâu sau đã trở ra. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Vào lúc này, có một ông lão bước ra từ bên trong miếu thần. Nhìn thấy ông ta, người đàn ông trung niên lập tức biến sắc, cường giả ý cảnh. Ý cảnh? Diệp Huyên hỏi ông ta, không phải ông cũng là ý cảnh sao? Ông ta cười khổ, không hẳn, ta chỉ có thể xem như ngụy ý cảnh mà thôi. Diệp Huyên có phần khó hiểu, ngụy ý cảnh. Người đàn ông trung niên gật đầu, phần lớn người nơi này đều là ngụy ý cảnh, nghĩa là họ có thể tách ý thức và thần hồn ra khỏi thân thể, sau đó thực hiện hành vi đoạt xá hồi sinh. Người nơi này đều như vậy. Diệp Huyên hạ giọng, nếu là cường giả ý cảnh chân chính thì sẽ thế nào? Người đàn ông, cường giả ý cảnh chân chính căn bản không cần đoạt xác để sống lại, bởi ý thức của họ là bất diệt, có thể tái tạo lại thể xác và linh hồn, nhưng việc này cần rất nhiều thời gian. Chúng ta thì không thể làm vậy, chỉ có thể đoạt xác để hồi sinh, nhưng hành vi này chính là đi ngược lại ý trời, cực kỳ vô nhân đạo. Phương pháp hồi sinh này không chỉ bị đại đạo căm ghét mà còn bị thân xác bài xích, sức mạnh sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vì thân xác ấy căn bản không phải của chúng ta. Diệp Huyên nghe vậy bèn hiểu ra. Chẳng trách sao hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Thì ra là như vậy. Vào lúc này, ông lão nơi xa đã đi đến trước mặt họ. Nhị nha liếc nhìn một cái, tiếp tục liếm kẹo. Ông lão khẽ khom lưng thi lễ với Diệp Huyên, thiếu chủ. Thiếu chủ. Người đàn ông trung niên nhìn hắn thật sâu. Ông lão này là cường giả ý cảnh thứ thiệt. Mà có thể khiến người như vậy phục tùng, người đàn ông áo xanh kia phải kinh khủng đến cỡ nào chứ? Diệp Huyên hỏi ông lão, tiền bối biết cha ta.
Ông lão gật đầu, ta biết, thiếu chủ hãy theo ta. Ông ta xoay người đi vào miếu thần. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi cất bước đi theo. Nào ngờ ông lão lại dừng bước, nói với nhóm A Mộc Liêm, chỉ một mình thiếu chủ có thể đi vào. Nhị nha tẻ vẽ bất mãn, bọn ta chung phe với tiểu huyên tử. Ông lão nhìn cô bé và tiểu bạch, các ngươi cũng có thể theo. Rõ ràng là không thèm để ý đến Lý Thiên Hoa và A Mộc Liêm. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, có thể để học theo hết không? Ông lão im lặng một hồi rồi nói, được. Diệp Huyên quay lại cười với A Mộc Liêm và Lý Thiên Hoa, đi thôi. Có ông lão dẫn đường, bọn họ nhanh chóng đi về phía miếu thần. Khi bước vào miếu, đập vào mắt họ là một pho tượng cũ xưa khắc hình một tăng nhân, tay cầm tượng Phật Tổ, sắc mặt hiền hòa. Diệp Huyên tò mò hỏi, tiền bối, nơi này là nơi nào? Ông lão, miếu thần. Thấy hắn còn muốn hỏi thêm, ông ta nói, chốc nữa ta sẽ giải thích rõ cho thiếu chủ. Diệp Huyên gật đầu, được. Bọn họ nhanh chóng bước vào một gian đại điện, bên trong chỉ có một pho tượng. Dưới chân tượng là một bệ thờ trông vô cùng đơn sơ, lại còn gãy mất một chân. Dưới bệ thờ lại là một cái bồ đoàn cũ kỹ rách nát. Ông lão quỳ xuống đọc một câu Phật hiệu rồi đứng dậy nói với Diệp Huyên, thiếu chủ có thể nhỏ một giọt máu được không? Ta muốn kiểm nghiệm thân phận của thiếu chủ. Kiểm nghiệm thân phận. Sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà vươn ngón tay, để một giọt máu đảo bay đến trước mặt ông lão. Ông ta ngắm nghía giọt máu rồi gật đầu, chính xác. Diệp Huyên nhìn ông ta, chờ đợi một lời giải thích. Ông lão nhìn về nơi xa ngoài miếu, hỏi thiếu chủ có biết đây là nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Ông lão, ngục tù. Diệp Huyên, ngục tù. Ông lão gật đầu, là một nhà giam khổng lồ. Diệp Huyên, người giam họ lại là cha ta ư? Ông lão lắc đầu, không phải. Diệp Huyên tiếp tục, vậy thì là ai? Ông lão, chính là thiếu chủ. Diệp Huyên sững người, một khắc sau khẽ biến sắc, ý ông là Diệp Thần. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên im lặng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Không ngờ tình cảnh nơi này lại do Diệp Thần gây ra. Ông lão thì thầm, Diệp Thần năm ấy đã phát hiện ra rất nhiều cường giả ngụy ý cảnh không bước vào luân hồi mà chọn cách đoạt xác sống lại. Hắn tuyệt nhiên không cho phép hành vi này, nhưng cũng không tiêu diệt họ mà lại nhốt vào đây. Diệp Huyên hỏi, vì sao lại không cho phép? Ông lão, việc ấy sẽ làm rối loạn trật tự luân hồi. Phương pháp những người này dùng để sống tiếp đang phá hoại trật tự của hắn, vì vậy hắn mới không cho phép. Ông ta dõi mắt nhìn về phương xa, khẽ nói, tiếc rằng, hắn cuối cùng vẫn không thể giữ vững trật tự do mình lập nên. Diệp Huyên, người dị duy. Ông lão lắc đầu, không đơn giản như vậy, chuyện của Diệp Thần phức tạp hơn thiếu chủ nghĩ nhiều lắm. Cụ thể thế nào, ta cũng không quá rõ. Diệp Huyên, vậy vì sao tiền bối lại ở đây? Ông lão, thiếu chủ gọi ta không gì là được, sở dĩ ta ở đây chính là vì kiếm chủ. Diệp Huyên, cha ta bảo ông chờ ở đây. Không gì gật đầu, Diệp Huyên tiếp tục, để làm gì? Không gì nhìn hắn, chờ thiếu chủ. Diệp Huyên ngẩn ra. Lại hỏi, chờ ta để làm gì? Không gì đột nhiên lấy ra một chiếc hộp màu đen đưa cho hắn, vật này do kiếm chủ để lại, nếu thiếu chủ bằng lòng nhận lấy thứ bên trong, có thể dùng nó để tiêu diệt người dị duy. Diệp Huyên nhìn ông ta, nếu ta không nhận. Không gì, thì thiếu chủ sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề với người dị duy. Kiếm chủ và chúng ta sẽ không xen vào, trừ khi cậu thất bại. Diệp Huyên hạ giọng, nếu ta nhận nó thì có bị trừng phạt gì không? Không gì lắc đầu, không, nhưng thiếu chủ cả đời sẽ không thể vượt qua kiếm chủ và thiên mệnh tiền bối. Cả đời không thể vượt qua cha và thanh nhi. Diệp Huyên nhắm mắt lại. Hắn biết lần này cha không còn đùa giỡn nữa. Không gì lại nói, ta có lời này, chẳng biết thiếu chủ có muốn nghe hay không? Diệp Huyên gật đầu, ông nói đi. Không gì, thiếu chủ có bao giờ nghĩ đến việc vượt qua kiếm chủ và thiên mệnh tiền bối? Hắn gật đầu. Không gì, vậy thì đừng nhận chiếc hộp này. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Không gì, thứ này sẽ giúp thiếu chủ giải quyết mọi vấn đề khó khăn trước mắt, cho dù là người dị duy thì chỉ cần búng tay là tiêu diệt được.
nhưng cả đời này cậu sẽ không bao giờ đạt đến trình độ của chủ nhân và thiên mệnh tiền bối. Ông ta thoáng dừng lại rồi nói tiếp, đây là lối tắt kiếm chủ để lại cho thiếu chủ. Y sẽ không ngăn cản nếu cậu muốn đi, nhưng y hy vọng cậu sẽ không đi, bởi đây là con đường y trải sẵn giúp cậu, mà y càng muốn cậu tự đi trên con đường của chính mình. Diệp Huyên im lặng suốt một hồi lâu mới nhẹ giọng đáp, ta biết rồi. Không gì, vậy thiếu chủ có nhận lấy nó không? Diệp Huyên nhìn chiếc hộp, cười cười, vật này thật sự có thể giúp ta giải quyết mọi vấn đề ư? Không gì gật đầu, phải. Diệp Huyên hỏi, ngay cả người dị duy cũng giải quyết được. Không gì, chỉ cần một cái búng tay. Chỉ cần búng tay là tiêu diệt được. Diệp Huyên tròn mắt, ta có thể nhìn thử không? Không gì gật đầu, có thể. Ông ta mở hộp ra, bên trong là một thanh kiếm nhỏ. Diệp Huyên lờ mờ, đây là, không gì, lệnh kiếm chủ. Diệp Huyên cầm lệnh bài lên quan sát, nó có tác dụng gì? Không gì tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Huyên, không nói được sao? Không gì, nó có thể điều động bất kỳ ai dưới quyền kiếm chủ. Người nào thấy nó đều phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Có thể nói chỉ cần nhận nó, cả đời này của thiếu chủ sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhị Nha thốt lên, bật hách. Bật hách. Mọi người đều nhìn cô bé, Diệp Huyên tò mò hỏi, bật hách là gì? Nhị Nha nghĩ ngợi rồi nói, giống như ăn gian vậy. Diệp Huyên. Nhị Nha nhìn lệnh bài, nói tiểu huyên tử không muốn thì cho ta đi, ta muốn nó. Diệp Huyên đen mặt, cô bé này thật sự không biết khách khí là gì. Không gì lại bỗng dưng thu lệnh bài về. Thứ này không thể cho Nhị Nha được. Ông ta chưa từng gặp nhưng đã nghe về cô bé này, nếu đưa lệnh bài cho thì sẽ gây ra cảnh hỗn loạn mất. Hai đứa nhỏ này coi trời bằng vung đã quen rồi. Thấy ông ta cất lệnh bài đi, Nhị Nha bèn liếc nhìn với vẻ bất mãn, trong lòng sinh ra ý muốn đánh cướp. Không gì bất đắc dĩ vô cùng. Diệp Huyên lại nói, dưới quyền cha ta có bao nhiêu thế lực? Không gì lắc đầu, không biết. Diệp Huyên ngạc nhiên, ông không biết. Không gì gật đầu, không biết cụ thể, nhưng có lẽ không ít. Diệp Huyên khó hiểu, cha đã vô địch rồi mà còn tạo ra nhiều thế lực như vậy làm gì? Không gì do dự rồi đáp, có hai lý do. Thứ nhất, có một vài thế lực không phải do y lập nên, tỉ như miếu thần chúng ta. Chúng ta chịu ơn cứu mạng của kiếm chủ nên mới nhận y làm chủ. Nói thẳng ra là muốn ôm đùi y. Diệp Huyên. Không gì tiếp tục, lý do thứ hai, kiếm chủ sở dĩ không từ chối chính là vì thiếu chủ. Diệp Huyên khó hiểu, vì ta. Không gì gật đầu, cậu có biết vì sao kiếm chủ không ra tay cứu người nơi này không? Diệp Huyên lắc đầu. Không gì, không phải y không cứu, mà là vì người nơi này căn bản không hiền lành gì, nói là cùng hung cực ác cũng không quá đáng. Hơn nữa oán niệm trong lòng họ rất sâu, nếu đi ra ngoài e rằng sẽ tìm cậu trả thù. Diệp Huyên càng không hiểu, trả thù ta. Không gì. Chẳng lẽ thiếu chủ đã quên một thân phận khác của mình? Diệp thần. Sắc mặt Diệp Huyên xa sầm. Phải rồi. Nếu người nơi này biết hắn chính là Diệp Huyên thì lại chẳng tìm cách dồn hắn vào chỗ chết sau khi thoát ra ư. Nếu họ bắt tay với nhau, hắn hiện nay tuyệt đối không thể chống lại. Khi ấy bên ngoài có người dị duy, bên trong có lũ này, hắn biết làm thế nào? Không gì lại nói. Vì vậy kiếm chủ mới muốn để thiếu chủ tự mình giải quyết. Cứu hay không cứu, tất cả đều do cậu quyết định. Diệp Huyên im lặng. Không gì, thiếu chủ có muốn nhận lệnh bài kia không? Diệp Huyên nhìn lệnh bài, có nó trong tay, đời người như bật hách. Dị duy gì đó đều chỉ là muỗi. Có nên nhận không? Diệp Huyên lắc đầu. Hắn từ chối nhận lệnh bài này. Như Nhị Nha đã nói, một khi nhận lấy, cuộc đời hắn sẽ không khác gì gian lận. Người dị duy gì đó đều chỉ là rác rưởi. Nhưng hắn biết cha và Thanh Nhi chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng. Đặc biệt là Thanh Nhi. Nàng ấy vẫn luôn hy vọng hắn có thể thật sự trưởng thành, trở thành cường giả đạt đến cấp bậc như nàng. Bản thân hắn cũng muốn mạnh lên bằng với Thanh Nhi và cha. Theo lời Không Di, nếu hắn nhận lấy lệnh bài thì cả đời này sẽ không bao giờ có thể vượt qua hai người họ. Về sau nếu gặp phải bất kỳ vấn đề gì,
cũng chỉ biết lệ thuộc vào cha và Thanh Nhi. Trong khi đó, nguyên tắc của hắn là sẽ không làm phiền đến hai người kia nếu kẻ địch không quá biến thái. Còn nếu gặp phải biến thái đến độ bất thường thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm chỗ dựa với trả chỗ đứng gì nữa. Ông đây sắp mất cả mạng rồi. Mà còn không cho gọi người. Ông đờ cờ mờ chúng mày. Thấy Diệp Huyên từ chối, không gì gật đầu, vậy thiếu chủ có muốn trả tự do cho những tù nhân ở nơi này không? Diệp Huyên xoay người nhìn ra bên ngoài miếu thần, cảm nhận được rất nhiều khí tức hùng mạnh. Những người đó cũng đi theo đến đây, thả ra ư. Diệp Huyên im lặng. Nếu thả họ ra mà để họ biết được thân phận thật của hắn, rất có thể họ sẽ kéo bầy đến trả thù. Một hồi sau, hắn hỏi, ý của cha ta là gì? Không gì, kiếm chủ muốn để thiếu chủ tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết. Diệp Huyên im lặng hồi lâu, lão không có thể giúp ta việc này không? Không gì gật đầu, được. Hắn cười, không gì tiền bối ở nơi này lâu như vậy, ông cho rằng những người bên ngoài có đáng để cứu không? Không gì im lặng, hiển nhiên vị thiếu chủ này đang tính lựa người mà cứu. Một hồi sau, ông ta nói, ta đề nghị thiếu chủ không nên cứu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Không gì hạ giọng, chúng đều là những mối họa ngầm. Nếu chúng biết được thân phận thật của cậu thì ắt sẽ không nương tay. Diệp Huyên chỉ cười, nhưng cha ta đã hứa với họ, lại còn để ta đến đây, hiển nhiên là muốn ta thả họ ra. Không gì nhìn hắn, thiếu chủ có thể thu phục họ không? Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, thử xem. Không gì, nếu không thể. Diệp Huyên nhún vai. Không được thì để họ tự sinh tự diệt thôi. Dù sao người nhốt họ lại là Diệp Thần, không liên quan đến ta. Thái độ của hắn với Diệp Thần là sẵn sàng nhận những việc tốt người kia làm, di sản để lại cũng không từ chối. Còn những việc khác thì tùy tình hình. Diệp Huyên liếc nhìn vào trong miếu thần, cha ta còn để lại gì khác không? Không gì lắc đầu, không. Diệp Huyên có chút cạn lời. Kỳ bo kẹt xỉ. Một chốc sau đó, hắn dẫn mọi người rời khỏi miếu thần. Vừa bước ra cửa, hắn nhìn bốn phía rồi nhắm mắt lại, hồi sau bỗng hỏi, lão không đã từng tiếp xúc với Diệp Thần chưa? Không gì gật đầu, từng tiếp xúc. Diệp Huyên cười, hắn là người thế nào? Không gì im lặng một lát, rất kinh khủng. Rất kinh khủng. Diệp Huyên nhìn ông ta, đến mức nào? Không gì, là người tiệm cận với kiếm chủ nhất trong những người ta quen biết. Diệp Huyên hỏi, hắn đã vượt qua ý cảnh rồi sao? Không gì cười khổ, vượt xa. Vượt xa. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, vậy vì sao năm ấy lại thua Dị Duy tộc? Không gì thở dài, chuyện này nói ra rất phức tạp. Kiếm chủ từng bảo ta đi điều tra, biết rằng Diệp Thần năm ấy sở dĩ thua trận là vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, Dị Duy tộc vốn chẳng hề yếu ớt, lại sinh ra một vị siêu cường giả không kém gì Diệp Thần. Thứ nhì, có sự tham gia của thế lực bí ẩn. Diệp Huyên cau mày, thế lực bí ẩn tham gia. Không gì gật đầu, đúng vậy, nhưng năng lực của ta có hạn, không điều tra ra đó là ai. Kiếm chủ cũng đã phái người điều tra, có lẽ đã có kết quả. Diệp Huyên im lặng một hồi, còn thứ ba. Không gì, đạo nhất cô nương. Đạo nhất. Cái tên này khiến sắc mặt Diệp Huyên thay đổi một cách vi diệu. Không gì giải thích, việc đạo nhất cô nương phản bội là một bước ngoặt mấu chốt năm ấy. Thật ra sức mạnh của Diệp Thần hoàn toàn có thể xóa sổ đạo nhất cô nương, nhưng hắn lại không làm vậy. Cho dù có sự tham gia của thế lực bí ẩn, hắn cũng không đến nỗi phải chết, nhưng đạo nhất cô nương lại ra tay. Ông ta lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyên bèn hiểu rõ. Diệp Thần cho đến chết cũng không làm hại đến đạo nhất. Đạo nhất cũng vì vậy mà áy náy cả đời. Với nàng ta, sống sót là một nỗi đau vô bờ, vì vậy mới bảo hắn đừng đi cứu. Nàng ta vì tộc nhân, vì muội muội mà phản bội Diệp Thần, vậy mà những người ấy bây giờ lại vứt bỏ nàng. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Đạo nhất không nên rơi vào kết cục này. Không gì lại nói, Diệp Thần cũng không hề đơn giản. Theo những gì ta điều tra được, hắn là người vô cùng bí ẩn. Không đến từ Dị Duy giới, không phải người Dị Duy, càng không xuất thân từ vũ trụ này. Nhưng hắn là ai thì ta không tìm ra được, kiếm chủ có lẽ biết, nếu thiếu chủ tò mò thì có thể hỏi y.
Diệp Huyên chỉ cười, lão không nói dưới trướng cha ta có rất nhiều thế lực bí ẩn, trừ các vị ở nơi này ra thì ông còn biết có ai nữa không? Không gì, Kiếm Minh và Điện Thiên Hành. Diệp Huyên, Kiếm Minh, Điện Thiên Hành. Không gì gật đầu, Kiếm Minh là liên minh kiếm đạo bao gồm những kiếm tu cao cấp, thân phận không hề đơn giản, chỉ nghe lệnh từ một mình kiếm chủ. Nếu thiếu chủ tiếp nhận lệnh kiếm chủ này thì có thể điều động cường giả trong đó. Một khi cường giả Kiếm Minh ra tay, muốn tiêu diệt dị duy giới cũng không phải việc khó. Diệp Huyên trợn tròn mắt, ghê gớm vậy sao? Không gì cười khổ, thuộc hạ chợt phát hiện thiếu chủ dường như không biết gì về kiếm chủ cả. Diệp Huyên bất đắc dĩ, gần đây ta mới đi cùng y, những việc khác căn bản là mù tịt. Không gì im lặng suốt một hồi, người càng mạnh thì càng nể sợ kiếm chủ, ngay cả những cường giả trong Kiếm Minh cũng kính y như thần. Diệp Huyên khẽ nói, ta hiểu rồi. Vậy còn Điện Thiên Hành là thế lực ra sao? Không gì lắc đầu, chuyện này thì ta cũng không rõ. Diệp Huyên nhìn sang, thấy ông ta cười khổ, thế lực này khá bí ẩn, năm ấy chỉ nghe kiếm chủ thuận miệng nhắc đến, ngoài ra thì không hề biết gì. Không có lệnh của kiếm chủ, ta cũng chưa từng điều tra. Diệp Huyên cười, lão không, miếu thần có bao nhiêu cường giả? Ông ta thoáng do dự rồi đáp, 16. Dưới ta có một võ tăng, một văn tăng, 13 tăng Vân Du. Diệp Huyên tò mò, thực lực thế nào? Không gì ý cảnh. Gương mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lý Thiên Hoa biến sắc. A Mộc Liêm vẫn bình tĩnh như thường. Diệp Huyên hỏi lại, 16 ý cảnh. Không gì gật đầu. Diệp Huyên, ta tưởng cường giả ý cảnh này đã không còn xuất hiện nữa chứ. Không gì cười, chúng ta có thể sống rất lâu. Diệp Huyên nghe vậy bèn hiểu ra. Nhóm người Không gì đều từng là cường giả ý cảnh. Lão không lại nói, thật ra cường giả ý cảnh vẫn có thể xuất hiện bây giờ. Trừ bản nguyên đại đạo ra thì tử khí hồng mông cũng dùng được. Ánh mắt ông ta nhìn vào Tiểu Bạch đứng trên vai Nhị Nha. Diệp Huyên, thật sự sao? Lão không gật đầu, đúng vậy, nhưng người thường không thể có được tử khí hồng mông, chỉ người của chúng ta mới có cơ hội. Diệp Huyên nhìn Tiểu Bạch, quyết định phải nhân lúc cha còn ở đây mà lợi dụng nhóc này, giúp nhóm A Mệnh đột phá đến ý cảnh. Đúng lúc này, một lão già áo xám xuất hiện cách đó không xa. Lão ta nhìn lão không với vẻ kiêng dè trong mắt. Lão không nhìn lại rồi lui về phía sau Diệp Huyên. Lão áo xám quắc mắt chừng Diệp Huyên, ngươi là chuyển thế của Diệp Thần. Lão đã nhận ra hắn là ai? Diệp Huyên cười, xem như vậy đi. Lão áo xám khàn giọng nói, Diệp Thần ngươi cũng có ngày hôm nay. Thứ đáng chết. Lão không bỗng vung tay lên, ầm. Lão áo xám bị một luồng sức mạnh khổng lồ ép xuống đất. Không cựa quậy nổi. Không gì lạnh lùng nhìn lão ta, trước mặt thiếu chủ thì ăn nói cẩn thận. Nếu còn có lần thứ hai, lão tăng không ngại siêu độ ngươi tại chỗ. Diệp Huyên. Sắc mặt lão áo xám xấu xí vô cùng, muốn đứng lên rồi lại không thể. Lão bắt đầu sợ hãi. Cường giả ý cảnh chân chính. Lão tăng trước mặt này chính là cường giả ý cảnh chân chính. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, cao giọng hô lên, ta chính là Diệp Thần. Diệp Thần. Lời này vừa ra, không gian bốn phía bỗng run lên từng chập, sau đó là vô số người xuất hiện. Ngoài người ra còn có yêu thú. Tận mấy trăm. Thấy ngần này cường giả ngụy ý cảnh, Diệp Huyên cũng ngây ra. Nhiều đến vậy sao? Bọn họ đều nhìn hắn với ánh mắt bất thiện. Diệp Thần. Vì sao họ bị giam cầm ở nơi này? Vì Diệp Thần. Hắn chính là đầu sỏ. Mấy trăm người. Khủng khiếp quá. Diệp Huyên bỗng bắt đầu thấy hoảng. Có phải là mình khoác lác quá độ với câu vừa nãy rồi không? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra, người chưa thức tỉnh. Chưa thức tỉnh. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì ông ta đã cười gằn, Diệp Thần, người cũng có ngày hôm nay. Sau đó ông ta vươn tay chỉ vào hắn, chư vị, Diệp Thần đã luân hồi chuyển thế, vẫn chưa thức tỉnh. Chỉ cần giết hắn thì chúng ta sẽ được tự do. Giết. Nói xong, ông ta lao tới. Những cường giả ngụy ý cảnh khác ở khắp nơi cũng ồ ạt lao tới. Giết Diệp Huyên là được tự do. Diệp Huyên thấy vậy thì nheo mắt lại.
Má nó chơi lớn rồi. Bỗng nghe Không Di lạnh lùng thốt lên, ai dám động vào thiếu chủ. Chỉ thấy không gian hai bên Diệp Huyên nứt vỡ, 15 tăng nhân bước ra từ đó. 15 cường giả ý cảnh. Những cường giả ngụy ý cảnh khác dừng lại. Ai nấy đều sững sờ. Cường giả ý cảnh. Cường giả ý cảnh chân chính. Lại còn tận 16 người. Chuyện gì thế này? Người đàn ông trung niên lao lên đầu tiên lập tức thấy lúng túng, bởi vì ông ta đã vọt đến trước mặt Diệp Huyên, nắm đấm cũng đã giơ lên. Làm sao bây giờ? Ông ta biết chỉ cần quả đấm này rơi xuống, bản thân mình sẽ lập tức thần hồn câu diệt. Diệp Huyên chỉ lẳng lặng nhìn ông ta, không nói gì. 16 cường giả ý cảnh cũng nhìn ông ta. Ông ta do dự rồi thu tay về, cung kính thi lễ, chẳng hay Diệp Thiếu có thể cho ta cơ hội sắp xếp lại ngôn từ không? Mọi người! Người đàn ông trung niên giờ phút này đang tức tối không thôi. Sao tự dưng lại có mười mấy cường giả ý cảnh xuất hiện thế này? Bọn họ từ đâu chui ra? Diệp Huyên cười với gã, được thôi. Những lời này khiến người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có thể thấy Diệp Huyên không định giết gã. Gã suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Diệp Thiếu có thể để chúng ta ra ngoài không? Ánh mắt những người khác lập tức đổ dồn vào Diệp Huyên. Bọn họ vốn định lấy cứng đối cứng, nhưng xem tình hình thì cứng cách mấy cũng vô dụng. Nếu đã không thể cứng thì dùng cách mềm thôi. Ấy vậy mà Diệp Huyên lại lắc đầu, không. Không. Nghe thấy vậy, rất nhiều các cường giả ngụy ý cảnh lập tức sạm mặt. Người đàn ông trung niên đứng trước Diệp Huyên cười khổ, Diệp Thiếu. Diệp Huyên chỉ nhìn họ, các người bị Diệp Thần giam giữ, có biết vì sao không? Đối phương đáp, vì chúng ta đã phá hủy trật tự của hắn, Diệp Huyên, xưng hô thế nào? Sơn Lâm. Diệp Huyên cười nói, Sơn Lâm, ông cho rằng trật tự của hắn nên bị phá hủy sao? Sơn Lâm do dự, chuyện này. Diệp Huyên, tất nhiên là phải phá. Những người khác ngây ra. Diệp Huyên cười lớn, con kiến còn muốn được sống, huống chi là người. Các người muốn sống thì có gì sai? Ta thấy không có gì sai. Ánh mắt bọn họ nhìn hắn trở nên kỳ lạ. Chuyện gì thế này? Diệp thần này trông có vẻ quái quái. Diệp Huyên, ta cho rằng chư vị có quyền được sống. Người đàn ông trung niên nói, Diệp Thiếu, cậu thật sự là chuyển thế của Diệp thần sao? Ta bỗng dưng có chút nghi ngờ. Những cường giả ngụy ý cảnh còn lại cũng lộ vẻ hoài nghi trong mắt. Đây thật sự là Diệp thần sao? Diệp Huyên chỉ cười, ta thật sự là Diệp thần, mọi người không phải nghi ngờ điều này. Hắn nhìn bọn họ, chư vị, lần này ta đến đây là để cứu các vị ra ngoài. Nào ngờ vừa bước vào đã cảm nhận được ác ý của chư vị, khiến ta khó xử vô cùng, ôi! Ai? Người đàn ông trung niên bỗng thét lên, là kẻ nào dám bất kính với Diệp Thiếu? Ai? Ánh mắt rét căm của gã quét nhìn khắp những người còn lại. Mọi người! Diệp Huyên tiếp lời, chư vị, ta làm người hào phóng, chính trực, không thích vòng vo, càng không thích lừa gạt, có gì sẽ nói đó. Mục đích ta đến đây lần này là để đưa chư vị ra ngoài. Diệp thần là Diệp thần, Diệp Huyên là Diệp Huyên, đương nhiên ta cũng là Diệp thần. Nhưng mọi người đều biết ta chưa hoàn toàn thức tỉnh, nên vẫn là Diệp Huyên. Bỗng có người lên tiếng, điều kiện của ngươi là gì? Là một ông lão. Diệp Huyên nhìn ông ta, mẹ nó, cuối cùng cũng có người cắn câu. Hắn nghiêm mặt nói, điều kiện ư, không, không có điều kiện gì cả. Không có bất kỳ điều kiện gì. Ông lão nhìn hắn với cặp mắt rõ ràng là không tin. Diệp Huyên nói với Không Di, ta phải làm thế nào mới tác động được đến phong ấn ở nơi này? Không Di, rất đơn giản. Nơi đây có một pháp tắc phong ấn, cậu chỉ cần mở miệng là có thể giải trừ. Diệp Huyên tròn mắt, đơn giản vậy thôi sao? Không Di cười gượng, với cậu thì dễ, với người khác thì khó như lên trời. Ngay cả ta cũng không thể đụng đến pháp tắc phong ấn kia. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, nói, giải trừ phong ấn. Lời vừa dứt, đất trời bốn phía chợt mờ dần như có thứ gì đang lướt qua. Không Di đứng cạnh Diệp Huyên nói, thiếu chủ thật sự định thả họ đi đơn giản vậy sao? Hắn chỉ cười mà không đáp. Không bao lâu sau,
phong ấn kia đã hoàn toàn biến mất. Những cường giả ngụy ý cảnh lập tức sôi sục lên. Phong ấn biến mất thật rồi. Bọn họ đang rậm rời đi, chợt nghe Diệp Huyên cưới hỏi, không biết chư vị có hứng thú đột phá lên thêm không? Họ lập tức dừng bước. Đột phá lên? Chẳng phải là lên ý cảnh sao? Họ lập tức nhìn hắn. Sơn Lâm do dự một hồi rồi hỏi, lời này của Diệp Thiếu có ý gì? Hắn cười, ý ta là các vị có muốn đạt đến ý cảnh hay không? Sơn Lâm hạ giọng, tất nhiên là muốn, nhưng chẳng lẽ Diệp Thiếu có cách? Diệp Huyên nhìn sang Tiểu Bạch, nhóc ta hiểu ý, lập tức phung tay lên, để một luồng tử khí bay đến trước mặt Sơn Lâm. Sơn Lâm thấy nó thì kích động, đây là... Diệp Huyên cười, đã tin chưa? Sơn Lâm, Diệp Thiếu muốn ta làm gì? Diệp Huyên cười, là thế này, người dị duy sắp tới sẽ tấn công vào thế giới của chúng ta. Sức một mình ta lại có hạn, nên... Sơn Lâm nói ngay, Sơn Lâm ta sẵn sàng đi theo Diệp Thiếu. Diệp Huyên, người dị duy rất mạnh. Sơn Lâm cười to, sợ quái gì? Nếu Diệp Thiếu bằng lòng giúp ta đạt đến ý cảnh, mạng của ta chính là của cậu. Nếu cậu không tin, ta có thể thề. Diệp Huyên không nói gì. Sơn Lâm cuống quýt, Diệp Thiếu, Sơn Lâm ta nói được làm được. Chỉ cần cậu giúp ta đạt đến ý cảnh, cả đời này ta thể sống chết theo cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.